Xin chào các bác. Sản phẩm đầu tiên trong video này thì bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm, đó là cái bóng đèn nhá. Bóng đèn này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện. Đó. Bên em thì có các cỡ. Đấy, cỡ nhỏ nhất thì hiện tại bên em đang gửi đến bác sẽ là 20W nhá, 20W. Ánh sáng trắng nhá, toàn bộ ánh sáng trắng. Cỡ thứ hai là 30W và cỡ thứ ba sẽ là 40W này. Đó thì tổng quan này có 3 cỡ: 20W, 30W và 40W thôi nhá. Em sẽ đi vào quay chi tiết từng mẫu một. Mẫu đầu tiên sẽ là 20W này. Đấy, 20W coi nhá. Dòng này thì nó sử dụng cái dòng chip LED siêu sáng nhá. Con này thì công suất của nó sẽ là 20W này. Đấy, 20W. Chip LED siêu sáng và rất là tiết kiệm điện luôn. Ánh sáng sẽ là ánh sáng trắng nhá. Con này thì sản phẩm này thì đây. Chiếu sáng trong nhà và ngoài trời nhá. Đó, và không chứa thủy ngân, an toàn khi sử dụng, chống nước mưa, chống bụi và chống côn trùng. Đấy, rất là ưu việt luôn nhá, rất là ưu việt luôn. Rất là ngon, xịn sò, công suất này sẽ là 20W này. Đó. Màu sẽ là màu trắng nhá. Đấy, sản phẩm này là ánh sáng màu trắng. Con 20W này hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá của nó sẽ là 45k nhá, 45k. Các bác lên mã cho nó bóng đèn 20W này. Bóng đèn 20W giá sẽ là 45.000 cho một quả bóng đèn 20W nhá. Dòng của nó sẽ là dòng đuôi xoáy E72. Đấy, đuôi xoáy E72. Đuôi xoáy E72 thì rất là thông dụng rồi. Đây giờ em sẽ cắm test thử cho bác xem. Đó, cực kỳ sáng nhá. Đấy, rất là sáng rồi. Nói chung là các bác dùng vừa thì có thể tham khảo dòng 20W này. Đấy, ánh sáng thì nó cũng vừa, nói chung là vừa phải, các bác đủ dùng thôi nhá. Đấy, vừa phải và đủ dùng. Mà giá thì nó trong tầm tiền. Đấy. Đấy là cái dòng sản phẩm là bóng 20W nhá. Giá của nó sẽ là 45k cho một cái con sản phẩm bóng đèn 20W này. Đó. Tiếp theo thì là cái mã 30W coi nhá, 30W. 30W này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đấy, 60k. Nó cũng là dòng dòng bóng chống nước mưa, chống bụi và chống côn trùng. Đó, cũng y như kia thôi, nhưng mà công suất nó sẽ cao hơn. 60k cho cái dòng 30W nhá. 60k cho dòng 30W này. Đó, giờ cũng sẽ test ánh sáng. Ánh sáng là sẽ là ánh sáng trắng nhá, toàn bộ sẽ là ánh sáng trắng. Sử dụng chip LED siêu sáng và rất tiết kiệm điện đúng nhá. Đó, thấy không? Ánh sáng trắng nhá, rất là sáng. Còn 30W này cũng rất là sáng luôn. Đó, bác nào mà thích sáng hẳn lên thì có thể dùng con 3W này, tham khảo dòng 3W này. Rất là sáng luôn nhá. Giá sẽ là 60k một con. 60.000 cho con móng 6 mà 30W nữa nhá. Đấy, 30W. Rất là ngon. Đuôi thì toàn bộ là đuôi xoáy, đuôi E72, đuôi phổ thông rồi có nhá. 30W giá sẽ là 60k nhá. 30W sẽ là 60k. Tiếp theo thì là cái dòng sáng hẳn này. Đấy, bác nào mà muốn sáng trưng lên ấy, sáng như ban ngày luôn. Đó. Thì tham khảo cái dòng này. Con này mã của nó sẽ là 40W này. Con này thì bên em gửi bác một cái giá sẽ là giá của dòng sản phẩm này 40W này, giá của nó sẽ là 75k nhá. 75k, sử dụng chip LED siêu sáng và dùng rất ok luôn. Đó đây. Em sẽ test thực tế cho bác xem. Bác mà dùng cái con 40W này thì sáng cực kỳ rồi. Đấy, sáng cực kỳ luôn nhá. Đây. Đó. Rất sáng nhá, rất sáng luôn. Đấy, các bác nào thích con này thì chiếm hết này. Đó, sáng quá sáng luôn nhá. Đó, con này các bác sử dụng diện tích rộng thì rất ok. Đó, tuổi thọ cái dòng bóng đèn này thì toàn bộ của nó thì sẽ là vào khoảng tầm 30.000 giờ nhá. 30.000 giờ, 30.000 giờ thì các bác cứ nhân ra thôi. Đấy, tuổi thọ sẽ vào khoảng tầm 30.000 giờ này. Đấy, cực kỳ là lâu luôn các bác nhá. 30.000 giờ thì kinh khủng khiếp rồi. Đó. Giá con 40W này sẽ là 75k một quả nhá. 75.000 cho một quả 40W này các bác nhá. 75k một quả. Đấy, bác nào mà ưng cái dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Số thì em để phần mô tả và tiêu đề video. Các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em, xin nút like cũng như là nút đăng ký kênh để đón xem sản phẩm rồi video mới nhất nha. Đây em sẽ sắp xếp đây để cho bác tham khảo lại một lần nữa giá này. Đó. Giá của dòng 20W sẽ là 45k, của dòng 30W sẽ là 60k và dòng 40W sẽ là 70k. Toàn bộ là dòng đuôi xoáy và chip LED siêu sáng.
thời gian chiếu sáng tuổi thọ sẽ là 30.000 giờ nhé. Đó, sản phẩm tiếp theo bên shop tiếp tục về cái lô đó là cái bộ khẩu này của nó sẽ là bộ khẩu 12 chi tiết, sẽ gồm các đầu khẩu từ 8 cho đến 24, 8 là nhỏ nhất và 24 là to nhất này. Đấy, chất thép thì là thép CRV siêu cứng cấp dây dẫn luôn. Các bạn nhìn những cái đầu khẩu này rất đẹp luôn nhá. Đấy, đi kèm sẽ có là tay lắc đi kèm như này. Tay lắc là tay lắc 1/2 và tay lắc sẽ có xoáy nhanh đảo chiều nhá. Đấy, tay lắc sẽ có xoáy nhanh và đảo chiều luôn, dùng rất ok nhá. Đó, giá thì bên em gửi đấy một cái tay à một cái bộ sản phẩm bộ khẩu 12 chi tiết này, giá thì cực kỳ ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho em là cái bộ khẩu 12 chi tiết này. Giá của nó sẽ là đi 170k bộ nhá. 170.000 cho bộ khẩu 12 chi tiết, giá siêu rẻ, siêu tốt gửi bác luôn. Đấy, về các bác sửa chữa, xoáy xiếc các thứ cho em, xoáy rất ok luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về cái lô bấm móng tay. Con này mã của nó thì các bác cứ lên mã cho em là bấm móng nâu nhá, bấm móng nâu này. Hoặc là ví nâu đều được, ví nâu. Ví nâu hoặc là bấm móng nâu đều được, bộ bấm móng tay màu nâu hoặc là ví nâu. Giá thì hiện tại bên em gửi ra một cái giá cực kỳ tốt luôn, 60k nhá. 60k cho một cái bộ ví nâu nha. Đây, em sẽ mở ra xem trực tiếp. Đó, một cái bộ combo sản phẩm gồm đầy đủ các chi tiết luôn, từ cắt móng tay, đó, cắt móng tay rồi là cả lấy dây tai zip chiếc này, rồi là nặn mụn, rồi là kìm cắt lấy da chết các thứ. Hàng thì rất là đẹp xịn sò, đựng trong một cái bao da hoa văn hoa lá cành rất đẹp này. Dùng xong các bác lại bỏ đây, các bác cất đi, dùng rất ok nhá. Con này các bác có thể mua về làm quà các thứ được, để mua về tặng cho bà xã cho mình dùng rất ok nhá. Đây, bộ sản phẩm rất là đầy đủ chi tiết, công năng, hết công năng sử dụng của nó luôn. Đấy, rất ok. Giá sẽ là 60.000 bộ nha. Các bác lên mã cho là bộ ví nâu, giá sẽ là 60k, hoặc là bộ bấm tay màu nâu này. Đấy, 60.000 một bộ này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên mã cho bác là cái lô bóng đèn, à cái lô đèn pin, mã của nó sẽ là đèn pin D2 nhá. Mã của nó sẽ là đèn pin D2. D2 này. Các bác lên mã cho là đèn pin D2 đi. Đấy, mã của nó sẽ D2 cho nó dễ. Con này thì hiện tại anh em đang bán, mà gửi ra một cái giá cực kỳ tốt luôn, 140k nhá, 140k cho một cái combo đèn pin D2 này. Các bác lưu ý là bên em hóa đơn trên 200k sẽ được miễn phí ship nhá. Đây, một bộ thì sẽ là hàng đầy đủ nguyên hộp như này, có cả hộp đựng đi kèm luôn. Đây là em sẽ view cho bác từng chi tiết một luôn. Đây là một con đèn chính này. Đấy, thân sẽ là thân nhôm, nó cực kỳ là chắc tay luôn, cầm rất vừa tay nhá. Con này thì chiều dài của nó khoảng tầm gần 20 cm, khoảng tầm 18-19 cm nhá. Có phần dây đeo luôn này. Đó, đi kèm sẽ có cho bác là một viên pin. Pin này của nó sẽ là pin 18650, dung lượng sẽ là 6800 mAh và cái công suất sẽ là 3.7V nhá. Đấy, điện áp, xin lỗi các bác, là điện áp sẽ là 3.7V. Ngoài ra thì sẽ có dây sạc đi kèm. Đấy, dây sạc thì này về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thì các bác sạc ngon lành. Các bác lưu ý là những cái thiết bị mà nó sạc bằng cái cổng USB thì bên em đều không có củ sạc nhá. Đấy, đều không có củ sạc. Về các bác cứ cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thì các bác dùng thôi. Nó sẽ không đi kèm củ sạc đâu. Đấy, vì bây giờ người ta làm nó sẽ cắt giảm đi. Đấy nên là nó sẽ không đi kèm củ sạc đâu, nó chỉ có nguyên dây này thôi. Về các bác cắm vào chung vào một cái củ sạc USB nhà mình là xong. Vì nếu mà làm nó sản xuất nhiều những cái linh kiện này, các bác nếu mà nó sản xuất nhiều là nó nghe một cái thông tin là cho hay là nếu mà sản xuất nhiều là người ta phạt rất là nặng, vì nó phạt những cái đấy làm ra những cái đấy mà ví dụ mà nó có hỏng ấy là nó rất là khó tái sử dụng, nên là nó rất là hủy hoại môi trường. Đấy nên là người ta rất là hạn chế làm cái củ sạc này, nên là các bác về các bác có thể dùng chung với củ sạc của nhà mình được. Nên là em nhắc một cái lưu ý, các bác nên nhớ giúp em là tất cả những thiết bị mà bên em bán kèm mà nó sạc bằng cái cổng USB này thì sẽ đều không có kèm củ sạc nhé. Các bác lưu ý là không có kèm củ sạc đâu, chỉ có nguyên dây này thôi. Đấy, về các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình thì các bác sạc chung được thoải mái thôi nhá. Có yên tâm là sạc chung thoải mái, vì điện áp là nó phổ thông rồi, bây giờ nó phổ thông nó đều giống nhau hết rồi các bác nhá. Đấy, thì về các bác cắm đây thì các bác sạc pin nó này. Đấy, còn phần pin này thì các bác xoáy cái phần nắp này ra đó, và các bác bỏ pin vào và các bác lại xoáy vào. Đấy, có thể xoáy ra 6 giờ ra nhá để các bác sạc pin, hoặc là các bác thay pin, hoặc là sạc thì các bác cứ để pin ở trong đây, các bác cắm sạc vào đây là xong. Đó,
Đấy các bác xoáy lưu ý cho các bác về các bác xoáy cái phần này các bác xoáy cho em căng tay vào, xoáy căng tay vào nhá. Đấy thì cái phần tiếp xúc của nó mới chuẩn này. Đấy đèn nó mới sáng nhá. Đấy đèn thì rất là sáng luôn. Nó có các chế độ sáng nhá. Sáng nhất này, sáng vừa này, sáng vừa nữa này, sáng nháy này. Đấy, sáng nháy này. Những cái chế độ cơ bản của một chiếc đèn pin. Đó, nháy chậm luôn nhá. Ngoài ra thì cái con này nó có chỉnh được pha. Đấy, chỉnh được pha. Pha trụm này, pha rộng này. Đấy đầy đủ ngon lành luôn nhá. Pha trụm pha rộng con này thì dùng rất ok mà cầm thì rất là vừa tay. Các bạn nhìn này, cầm tay em này, cầm rất vừa tay luôn. Đó, cầm rất vừa tay luôn nhá. Đây là coi em test cho bác xem cái đèn này. Đấy thấy không? Đèn khá là sáng nhá. Đó, nói chung là trong tầm giá thì một chiếc đèn này thì dùng rất ok đấy, có nhìn không? Đấy, soi cũng rất là xa luôn nhá. Đó, soi soi thoải mái luôn này. Đó, dùng rất ok luôn. Đây. Đấy, đây, góc quách soi hết luôn ngon này nhá. Đây là em đang để cái pha mà nó cái pha này của nó sẽ là cái pha pha trụm này, còn các bác thích rộng nó các bác cho ra này. Đấy nó rất là rộng nhá, nếu mà cho ra rộng lắm các bạn, cho ra mà rộng lắm. Đây còn trụm mà nó bé tí này. Đấy thì các bác chỉ còn thao tác là các bác rút này. Rút lên cho. Đấy rút lên. Đó thao tác các bác rút cái này lên thì nó sẽ chỉnh được pha. Đó chỉnh được pha nhá. Đó thì em cái con đèn này hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá của nó sẽ là 140.000 một con, đầy đủ phụ kiện đi kèm, sẽ gồm có cả pin và cả dây sạc nhá. Các bác lưu ý là chỉ nguyên dây sạc thôi. À, khi các bật lên thì cái con này ở đây nó sẽ báo luôn cả pin. Đấy, nghĩa là báo phần trăm pin nhá, để các bác có thể các bác chủ động các bác sạc pin cho nó. Hết pin thì các bác nhìn cái vạch này các bác biết ngay là pin còn hay hết này. Đấy thì nhìn các bác bật lên là các bác nó sẽ hiện lên luôn. Báo đèn lên luôn nhá. Đấy full combo. Bộ sản phẩm sẽ gồm có một thân đèn bao gồm cả pin và một dây sạc đi kèm. Giá cả hộp nữa. Đèn là hàng mới tinh, chưa còn rụng, giá sẽ là 140k nhé. Mã của nó sẽ là đèn pin D2 nhé, đèn pin D2 140.000 một cây. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng bảng tự xóa nhé. Đấy, cái dòng bảng tự xóa con này kích thước của nó sẽ là 8,5 inch. Con này thì về các bác có thể là mua về tặng con tặng chó cho mình chuyên dùng để học tập các thứ rồi vẽ vời. Đấy tập tô tập vẽ đây. Và con này rất hay khi bác viết vào đây xong các bác ấn cái nút nó xóa đi, nó gọi là bảng tự xóa nhá. Các bác lên mã cho là bảng tự xóa này hay bảng tự xóa. Giá của nó sẽ là 70k một chiếc nhá. 70.000 cho chiếc bảng tự xóa này, dùng rất là hay luôn. Đây em sẽ test cho bác xem luôn. Đấy hàng thực tế này. Con này thì cái phần đằng sau nó sẽ có một cái nút khóa, về thì các bác nó đầu tiên mặc định nó sẽ bao giờ nó phần phần khóa này, các bác nhớ các bác đẩy về phần mở khóa chưa, đẩy về phần mở khóa này, đẩy về phần mở khóa và bắt đầu các bác lấy cái bút này ra, đi kèm sẽ có bút này, các bác lấy đây ra và bắt đầu các bác viết này. Đấy, viết các kiểu nhá, các viết các kiểu này. Đấy xong bây giờ các ấn nút phát này mất luôn nhá, rất là hay. Đó ví dụ các bác lên YouTube gõ cái kênh tên của kênh em ra là Tiến Hiền. Đấy, các bác gõ là Tiến Hiền là ra luôn. Đấy Tiến Hiền. Đấy các bác nhớ đăng ký kênh và cho em xin nút like nhá. Đấy đây Tiến Hiền đó, Tiến Hiền bấm cái mất luôn nhá, rất là hay. Đó các bác về mua tặng con là chó cho mình, mua về tránh xa cái điện thoại tivi thứ ra đấy để tập trung vào ví dụ như là vẽ vời sáng tạo tập tô được vẽ đây, và dùng xong là các cháu có thể ấn cái là mất luôn. Đó dùng rất hay nhá, bảng tự xóa giá của nó sẽ là 70.000 một chiếc nhá. Các bác lên mã cho là bảng tự xóa giá 70k, đi kèm sẽ có cả bút biếc luôn, về là chỉ việc là gạt cái phần nút dưới này ra thôi. Đấy và các bác gạt cái phần nút dưới này và các bác sử dụng với nhau coi nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái dòng bộ tarot đen trong. Một cái bộ này của nó sẽ là 246 mũi nhá, 246 mũi. Đấy. Nó gồm các thông số như là M3 nhân 0,5, M4 nhân 0,7, M5 nhân 0,8, M6 nhân 1, M8 nhân 1,25 và M10 nhân 1,5 nhá. Đó thì sẽ gồm có 6 mũi từ to cho nhỏ đây, ví dụ như cái mũi này là mũi nhỏ nhất này, không nhìn này. Đấy, mũi nhỏ nhất con này thì chiều dài mũi đầy đủ của nó sẽ là 7 cm. Đấy, vật liệu thì là dạng thép gió được phủ titan nhá. Đấy gen thì cực kỳ là mịn rồi. Đấy, chuôi lục giác thế là 6.3.5 mm đó, chuôi lục giác. Chuôi lục giác này thì các bác dùng nó rất là phù hợp cho những cái dạng máy khoan pin, máy khoan điện cầm tay nhá. Đấy tích hợp chức năng khoan kèm taro đen trong. Đấy, cho nhiều vật liệu ví dụ như là các bác có thể là khoan sắt, khoan gỗ, khoan nhựa các kiểu luôn nhá. Đấy. Nói chung là cái bộ 6 mũi này thì nó rất là nhiều kích cỡ thông dụng theo cái hệ hệ mà các bác làm phổ thông rồi, nói chung là dùng rất ok nhá. Chịu khả năng thì con này nó phủ titan nên nó chịu mài mòn rất là tốt luôn, tăng độ bền của sản phẩm nhá. Giá thì bên em gửi bác một cái giá bộ tarot đen 6 mũi như này. Đấy. Giá sẽ là 120.000 bộ nhá. Các bác lưu ý là dòng này của nó sẽ là tarot đen trong. Đấy, tarot đen trong này. Hàng nói chung là siêu nét siêu đẹp mà. Đấy các bác nhìn này.
Một bộ nó bóng láng luôn nhá. Đấy, 6 mũi. Giá 120k bộ bộ taro đen trong nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng bàn chải con vịt nhá. Đấy, dòng này thì bán cực kỳ nhiều rồi. Nó là dòng bàn chải con vịt, hàng của thương hiệu Good Duck này, một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ gia dụng cực kỳ nổi tiếng luôn. Đấy, một cái bộ sản phẩm này sẽ gồm cho các bác là 8 cái bàn chải nhá. Đấy, 8 cái bàn chải như này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. 8 cái thì màu sắc nó sẽ có vàng đậm vàng nhạt như này. Đấy. Thì nó nói chung là đều màu vàng hết thôi. Lông bàn chải thì cực kỳ mềm nhá, lông bàn chải rất mềm luôn. Đấy, lông rất mềm luôn nhá. Con này thì trẻ em người lớn đánh hết luôn. Đấy, lông rất mềm. Ngoài ra tay cầm thì sẽ có ốp phần cao su chống trượt, và đặc một cái ưu điểm nữa là cái con này các bác có thể dùng để cạo lưỡi này. Đó, cái phần đằng sau các bác dùng để cạo lưỡi này, dùng rất hay luôn. Đó, màu vàng thì nhìn rất là nổi bật rồi. Ví dụ là dùng cho các bé như mình. Đấy, tăng cái sở thích đánh răng lên, vì nhìn cái màu nó bắt mắt thì các bé sẽ thích hơn nhá. Hoặc là dùng cho người lớn cũng rất ok. Bác nào mà không thích dùng cái những cái dòng bàn chải to ấy, thì dùng con này cho em rất ok, vì nó dạng vừa vừa. Đấy, nhiều bác đánh cái bàn chải to đánh nó sợ sợ thì dùng con này cho em. Đó, rồi cái tích hợp cả cạo lưỡi luôn nhá. Đó, vệ sinh phần lưỡi của mình, khoang miệng của mình nhá. Dùng rất ok luôn. Mà lông của nó thì rất là mềm. Đó, lông rất mềm luôn. Đó, một hộp bàn chải sẽ gồm 8 cái như này. Bên em gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn. Các bác lên mã cho em là hộp bàn chải vàng hoặc là lọ bàn chải vàng. Lọ bàn chải vàng thôi nhá, bàn chải vàng này. Của nó sẽ là 70k nhá. 70k cho 8 chiếc bàn chải này. Đấy, 70k chiếc, 8 chiếc bàn chải. Tính ra thì giá của nó thì chưa đến 10.000 thôi nhá, chưa đến 10.000, giá quá rẻ đâu. Đấy, các bác ra cửa hàng thì không bao giờ có cái giá đâu. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục lại về cho bác thêm, đó là cái dòng sản phẩm cưa gấp đen trắng nhá. Đấy, tiếp tục lại về cái lô cưa gấp đen trắng, hàng thì rất là chất lượng rồi. Hàng của Nhật nhá. Đấy, hàng Nhật rất ngon xịn sò. Con này thì lưỡi của nó dài là 30 cm nhá. Đấy, 30 cm, hàng rất ngon. Hàng này của nó sẽ là hàng lưỡi kép. Riêng nếu nó những cái hàng mà nó lõm cái hạt bưởi này, các bác cưa rất nhanh, vì khi cái phần mùn của bác cưa nó sẽ đẩy ra. Đấy, nó sẽ được đẩy ra nên bác cưa nó bị kẹt, cưa cưa cực kỳ nhanh, cưa rất bén luôn, và cưa thì cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Tay cầm thì ốp một lớp cái cao su mỏng này để cái tình trạng mà trơn trượt nó không xảy ra nhá, cưa cực kỳ chắc tay luôn. Đó, rất là ok trong con sản phẩm này. Đấy, cho các bác này, rất đẹp luôn các bác nhá. Đó, rất ok, dùng xong các bác thể là gấp gọn vào đó, và các bác mang đi nó rất là tiện lợi. Giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho em là cưa gấp đen trắng các bác nhá. Cưa gấp đen trắng. Giá con này hiện tại bên em đang bán là 70k một chiếc nhá. Giá chỉ có 70.000 cho một chiếc cưa đen trắng thôi. Đấy, 70k cho một chiếc cưa gấp đen trắng này. Đây em sẽ cho bác xem thực tế một cái video người đã test cái dòng sản phẩm đó các bác nhá. Đấy, đấy là thực tế về cái dòng sản phẩm cưa bên em đang gửi bác nhá. Con này cái lưỡi của nó rất đàn hồi. Đấy, cái lưỡi của nó rất đàn hồi luôn. Các bác có thể bẻ thoải mái. Đó, bẻ thoải mái nên là các bác yên tâm là cưa cực kỳ ngọt ngào nhá. Cưa gấp đen trắng giá 70k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục lại về cái dòng bộ kim chỉ nhá. Đấy, bộ kim chỉ cho các bác sử dụng này. Đây, một cái bộ kim chỉ của nó sang này sẽ gồm có là các phụ kiện như là cúc áo này, đó rồi là kéo cắt này. Đó, rồi là kim băng, thước coi nhá, thước đo. Đấy, các phụ kiện và quan trọng nhất đó là kim. Đấy. Kim không nhá. Đây kim của nó đây. Đó, một hộp kim luôn này các bác này. Đấy, một hộp kim đấy luôn. Đó, kim và đi kèm là cái món quan trọng nhất, đã có kim là phải có chỉ nhá. Đã có kim là phải có chỉ đây. Chỉ thì nó có các màu, đấy, xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, đen, trắng, đầy đủ màu luôn. Đó, các màu nha. Đó, đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nhá. Dùng xong rồi các bác có thể là bỏ trong cái hộp này, các bác cất đi. Đấy, đến lúc có việc cần là các bác may vá thứ các bác lại lôi ra. Nó rất là ngăn nắp, rất ok nhá. Giá hiện tại bên em gửi bác một cái hộp kim chỉ này, giá sẽ là 40k một hộp nhá. Các bác lên mã cho là hộp kim chỉ, giá sẽ là 40k. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái dòng sản phẩm, đó là cái con cà lê 8 đầu này. Đấy, cái dòng sản phẩm là cà lê 8 đầu, cà lê đa năng nhá. Cà lê 8 đầu, cà lê đa năng. Đó, con này thì
cỡ nhỏ nhất thì của nó sẽ là đi có đợi chút để em nhìn này, 8 nhá. Cỡ nhỏ nhất là 8 và cỡ to nhất của nó sẽ là 19. Đấy, từ 8 cho 19 nó sẽ có hai đầu cà lê. Con này các bác xoáy đa di năng. Đấy, xoáy đa di năng luôn, các bác xoáy mọi loại ốc cho em từ 8 cho đến 19. Đấy, từ 8 19, nói chung là các bác thợ thuyền hoặc các bác gia đình dùng sửa chữa cho em đi dùng thì rất ok. Giá hiện tại bên em đang bán một cái con cà lê 8 đầu này, giá sẽ là 90k một cây nhá. 90k cho một cây cà lê 8 đầu, giá quá rẻ luôn. Giá báo giá thị trường nhá. Các bác không phải mua đâu được một cái cây cà lê 8 đầu đa năng này mà giá của nó chỉ có 90.000 một cây thôi. Thị trường người ta đang bán một cái cây cà lê 8 đầu thì nó rơi vào khoảng tầm là đi 150, 150 một cây đấy các bác nhá. Giá cực kỳ cao luôn. Đây các bác cùng Các bác xem đi video sửa kế chữa máy móc mang một đống cờ lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cờ lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ. Vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các bác đi sửa chữa máy móc mang một đống cờ lê đi, lung tung tìm kiếm mất thời gian. Với chiếc cờ lê 8 trong một kiểu mỹ này giúp các bác vừa tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm đồ. Vặn được tất cả bu lông ốc vít với đủ loại kích thước, thao tác dễ dàng, không đòi hỏi quá nhiều sức lực. 48 công cụ chỉ trong một chiếc cờ lê, không phải mất công tìm cờ lê phù hợp vặn ốc, quá tiện lợi các bác ạ. Các bác đi sửa chữa máy. Cái sản phẩm tiếp theo thì ở đây em còn ít cái dòng gạt tàn. Đó, gạt tàn mạ vàng rất đẹp nhá. Nó là dạng hợp kim mạ vàng rất đẹp luôn. Đó, mạ vàng mà mạ cả phủ cả một cái lớp nó như kiểu dạng ngọc trai này, các bạn nhìn này, vân vân kiểu ngọc trai kết hợp với cái màu vàng nhìn rất là sang trọng lịch sự nhá. Đó, chuyên để các bác gạt tàn. Hàng của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp này các bác nhá. Hàng mới nguyên hộp như này. Các bác lên mã cho em là sản phẩm gạt tàn này, em lên thanh lý nốt bác nhá. Còn có mấy con lên thanh lý nốt bác luôn. Đấy, gạt tàn. Đấy, gạt tàn này. Gạt tàn giá em bữa trước con này đang bán giá là 150k. Này thì bên em xả kho thanh lý bán nốt cho bác luôn. Giá 100k một con nhá. 100k cho con sản phẩm gạt tàn nha. 100.000 một con thôi. Đấy, còn có 5 6 con bán nốt bác nhá. Rất đẹp, rất xịn sò, sang xịn mịn nhá. Giá chỉ có 100.000 một cây thôi. Đó, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái lô, đó là cái dòng lô ví nhá. Ví này của nó là ví đựng tiền. Đấy, ví này là ví nam nhá, ví nam. Ví nam nhưng mà dòng này thì nó sẽ có hai mã nhá, hai mã là một mã ví đứng và một mã ví ngang nhá. Đấy, mã ví đứng và mã ví ngang. Đây để em lấy một con mã ví ngang cho bác xem này. Con tay em đang cầm là con mã ví đứng. Còn con này là mã ví ngang đây. Lấy đại một con đi các bác ơi. Lấy đại một con đấy nhá. Hàng thì của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, nhưng mà hàng này nó là hàng thanh lý siêu thị. Đấy, hàng thanh lý siêu thị nhưng mà là còn hàng nguyên hộp luôn. Nó vẫn còn nguyên trong hộp luôn nhá. Đấy, hàng nói chung là rất là đẹp xịn sò. Các bác em quay cận cảnh chất da nó này. Đấy, các bác không có gì phải chê cả về cái chất da này. Từ đường kim mũi chỉ cho đến chất da cực kỳ đẹp luôn. Con này mã của nó sẽ là ví ngang đó nhá, ví ngang. Đó, ví ngang này. Rất là nhiều ngăn luôn, một ngăn, hai ngăn, ba ngăn, một ngăn khóa luôn nhá. Đấy, ngoài ra thì có các ngăn phụ để các bác đựng thẻ giấy tờ rất ok. Đó, con này là con mã của nó sẽ là mã ví ngang nhá, ví ngang. Em bán đồng giá cả mỹ ví ngang ví đứng sẽ là 160.000 một cây nhá. Đây, con này là mã ví đứng này. Nói chung là dòng này thì các bác nhìn cái chất da nó này, không có gì phải chê rồi. Quá đẹp luôn, quá xuất sắc cho một con ví này. Đó, rất đẹp nhá. Bên trong các bác đựng thẻ thiếc cho em rất ok. Đó, đây. Đầy đủ các ngăn luôn nhá, đầy đủ các ngăn. Dòng này thì 100% là dòng da thật rồi, không có gì về chú cãi về cái dòng da này. Các bác cứ nhận hàng, các bác kiểm tra sờ tay này, các bác cảm thấy là nó đã chất lượng nhà rồi nhá. Sờ tay cảm thấy nó chất lượng về cái chất da nó, da nó sờ nó cảm giác là nó rất là thích luôn. Đấy, rất ok nhá. Đây, con này nó là ví đứng này, ví đứng con này, còn ví ngang là con này. Nhưng mà nói luôn các bác là hàng này thì nó rất là nhiều mã. Đấy, đây mã nó khác nhau lắm. Đây là ví dụ con này, mã khác nhau này. Đây vào như con này, mã rất khác nhau, rất là nhiều mã khác nhau. Thường thường thì nó chỉ có hai màu là nâu và đen thôi. Đấy, thường thường chỉ có hai màu và nâu và đen. Thì bên em bán đồng giá hết em nhé, bán đồng giá sẽ là 160k. Đấy, bên em chỉ có nhặt cho các bác là theo ví dụ như là theo mã của nó sẽ là mã là có mã là ví đứng và ví ngang thôi, chứ còn bên em không chọn mẫu đâu, vì số lượng nó có hạn lắm, số lượng nó có ít lắm, không có nhiều. Đấy, ví đứng này, các bác lên mã trên là ví đứng, ví đứng hoặc là ví ngang. Ví ngang. Đấy, chọn mẫu cho bác là sẽ chọn theo kiểu này thôi, đứng hoặc ngang thôi. Đồng giá sẽ là 160k nhá. Còn hình thì bên em sẽ chọn ngẫu nhiên, hình sẽ chọn ngẫu nhiên nhá, vì mỗi hình mỗi
mỗi một ví là mỗi kiểu hình khác nhau vì số lượng nó có rất là ít, 160.000 cho một chiếc ví đứng hoặc ví ngang được nhá, 160k một chiếc. Ví của nó thì nếu mà gọi ví chung sẽ là ví hộp trắng nhá, đấy ví hộp trắng, ví hộp trắng này đó, ví hộp trắng nhá, 160k. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Dòng này của nó sẽ là dòng ổ điện nhiều nhất mà em từng bán. Đấy. Nó là dòng 16 lỗ nhá, sẽ có 16 lỗ. Hàng thì rất là nhiều lỗ luôn. Riêng cái dòng này thì nó là dòng đa năng rồi. Từ 4 lỗ, 3 lỗ rồi là các bác cắm dẹt, cắm tròn. Đấy, các bác cắm chân nước ngoài, chân Việt Nam, chân Nhật Bản đều được hết luôn. Đấy, cắm được hết nhá. Đa năng các loại lỗ luôn, lỗ dẹt, lỗ tròn, lỗ ba ba chân, lỗ bốn chân có hết luôn này. Đấy, đầy đủ ngon lành hết luôn. Một cái con ổ điện cực kỳ là ngon, chất lượng cầm rất là chắc chắn nhá. Công suất thì sẽ từ 10 đến 16A, chất liệu thì toàn bộ là bằng những ABS cao cấp chống cháy nổ nhá, chống cháy nổ. Ngoài ra thì sẽ có tích hợp công tắc an toàn và đèn báo, nghĩa là dùng các bác bật lên không dùng các bác tắt đi, và nó có đèn báo này thì hỗ trợ bác là biết có điện hay không. Đó, đi kèm sẽ dây như này. Dây thì cũng khá là dài nhá. Dây này về khoảng tầm 2 mét đấy không nhá. Đó. Nói chung là con này thì các bác dùng thì thoải mái rồi. Con này các bác cứ nhận hàng cầm trên ổ điện là các bác thấy cái ổ điện của nó đã ưng như nào rồi. Cầm cực kỳ là nặng, đầm tay luôn. Đây này, đồng sáng bong luôn này. Đó, đồng sáng bong luôn. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là ổ điện U5 nhá. Đó, mã của nó sẽ là ổ điện U5. Em lên mã luôn sẽ là ổ điện U5 đi, U5. U5 này hiện tại em đang bán một cái con sản phẩm ổ điện U5 này, giá sẽ là đi 110k nhá. 110k cho một con sản phẩm ổ điện U5 nha. Giá thì 110k một con này thôi. Giá cực kỳ chất lượng ngon này, gửi bác luôn. Đấy. 110k một chiếc thôi nhá. Cực kỳ đẹp. Các bạn nhìn này, quá dã man luôn, quá lắm ổ luôn. 16 ổ nhá. 16 ổ luôn. U5 nhá, các bác nhớ mã cho em là ổ điện U5 110k một chiếc này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng điện nhá. Bàn chải đánh răng điện. Báo giá với các bác luôn. Giá sẽ là đi 80k. Các bác lên mã cho là bàn chải điện này. Giá sẽ là 80k một con nhá. 80.000 cho con bàn chải điện này. Dùng rất hay này. Đó, 80.000 một con. Con này thì cái tốc độ rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên phút, rung cực kỳ, độ rung thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy. Đánh rất là hay, đánh tăng tan mảng bám mà dùng thì nó rất là tiện. Các bác không cần phải đánh gì như dòng kia, dòng này thì các bác cứ dí qua em cái là nó lợi dụng cái sức rung của cái con rung ở bên trong này thì nó sẽ đánh tan những vết bẩn các thứ ở bên cái khoang miệng bác đi nhá. Ở đây nó sẽ có các chế độ. Đấy, chế độ làm sạch răng, trắng răng, rồi chế độ cho người răng yếu, lợi yếu, chế độ đánh mạnh, đánh nhẹ. Đó thì các bác nó điều chỉnh tất đây. Con này thì bật lên tắt đi thì các bác cứ giữ lì cho này. Giữ lì này. Đấy, giữ lì. Máy sẽ chạy nhá. Giữ lì và các bác bấm một nút máy sẽ chạy. Đó, và các bác giữ lì các bác lại tắt này. Đấy. Ở đây là phần chân sạc này. Chân sạc này nhá. Hết pin các bác lại cắm sạc vào. Ở đây thì đi kèm sẽ có là dây sạc luôn. Các bác về cắm trực tiếp vào củ sạc điện thoại như mình và là các bác sạc nó thôi, nó dùng rất dễ. Và đi kèm sẽ ở một cái bộ này sẽ có cho mình là 4 cái đầu bàn chải nhá, 4 cái đầu bàn chải để thoải mái các bác thay thế. Nói chung là dòng này các bác mua về sử dụng cho trẻ em, người lớn dùng ok hết luôn. Đấy, sử dụng cho trẻ em, người lớn dùng ok luôn. Lông bàn chải rất là mềm nhá. Đấy, lông bàn chải rất là mềm này. Đó, về các bác lắp xem cái đầu này vào, phần này các bác cho kèm đi rong vào này. Đấy, và các bác cứ thế các bác đánh thôi. Đấy, bật máy lên là các bác đánh các chế độ. Đó, rung cực kỳ khỏe luôn nhá, rung cực kỳ khỏe luôn. Đó, đây em sẽ test thử bác xem này. Đấy, đây các bác chuyển sang cái chế độ, nó có các chế độ khác nhau này, có thấy không, rung rất mạnh à. Đấy, kêu o luôn nhá. Đấy, có thấy không, rung rất mạnh luôn nhá. Đó, rất ok luôn, rung rất mạnh mà đánh cực kỳ là sạch, đánh tan mảng bám luôn nhá, nó đánh tan mảng bám luôn. Đó, dùng rất ok. Giá thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá, một cái con bàn chải điện này, các bác lên mã cho em là bàn chải điện, giá sẽ là 80k một bộ bàn chải điện, sẽ gồm có là một thân bàn chải và 4 cái đầu bàn chải đi kèo nhá. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm là kho ga nhá, các bác cứ lên mã cho em là sản phẩm là kho ga trắng này. Đấy, một con kho ga nhá, chức năng của nó sẽ là đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ nhá, nó đánh lửa tự động này. Điều chỉnh ga to nhỏ luôn. Con này thì chuyên cho bác lắp bình ga mini. Đấy, đánh rất nhạy luôn. Con này hàng của nó sẽ là hàng lõi đồng luôn nhá. Đấy, hàng lõi đồng thì dùng rất là bền rồi. Giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ ưu đãi. Giá sẽ là đi
60.000 một cây cô nhá. Các bác lên mã cho em là sản phẩm kho ga. Đấy, kho ga trắng. Kho ga trắng này. Giá sẽ là 60k một cây. Đấy, 60k một cây. Cái nòng này của nó là chịu được nhiệt độ lên đến 1.300 độ C này. Đấy, hàng rất chất lượng chịu sò. Con này thì bán từ xưa rồi. Bán rất nhiều rồi. Đấy, kho ga trắng giá là 60k một cây. Đánh lửa tự động điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Dùng rất ok luôn nhá. Về lắp các bác lắp bình ga mini. Cái sản phẩm tiếp theo thì em về một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái bác nào mà đi ô tô là cần cái con này. Còn bác nào xe máy thì các bác có thể mua về chế cháo, còn nói chung là dành cho bác ô tô là tiện hơn này. Con này nó là cái tấm chắn nắng ô tô nhá, chắn cửa, cái cửa trước, cái cửa trước cái khoang lái đấy của ô tô đấy. Đấy thì đây, kích thước của nó sẽ là chiều dài 1m3 và chiều rộng là 75cm nhá. Đấy, chuyên để bác chắn nắng ô tô, nhiều khi mà các bác để ở ngoài trời cái buổi trưa ấy, đấy mà nó xe nó rất là nóng rồi là ánh nắng cái thứ nó soi vào, nhiều khi nó hỏng ô tô, thì các bác dùng con này chưa? Đây, rất to luôn nhá. Dài là 1m3 này, rộng là 75cm này. Đó, rất là to luôn. Và khi đấy là khi rang ra, còn các bác có thể là thu gọn vào để tiện cho các bác để trong ô tô thứ thoải mái. Đấy, đây các bác thu gọn vào thì nó dài thành một cái ô bình thường thôi. Nó đúng như một cái ô các bác đi mưa thôi. Đấy, thu mà thành cái ô đi mưa thôi. Đó thì bên em bán một cái giá cực kỳ ưu đãi về một lô này, giá cực kỳ tốt nhá. Giá sẽ là 100k một chiếc. Các bác lên mã cho em là cái ô chắn nắng ô tô nhá. Giá sẽ là 100k, dài 1m3 và rộng 75. Rộng 75 nhá. Đây em sẽ cho bác xem thực tế cái video người ta test cái dòng sản phẩm này coi như này. Nóng thế. Em thề với các bác luôn mà mùa hè các bác không có cái dù chắn nắng ô tô này thì đúng là chỉ có nóng bỏng. Nó nhiệt độ của cái in xe bây giờ đang là 54 độ rồi này. Ngồi vào để có mà bỏng mông luôn. Cái này là ô dù chắn nắng Dezu, một thương hiệu của Nhật Bản. Chất liệu được làm từ vải cách nhiệt phủ bạt titan và thép sắt tĩnh điện thì có khả năng chống nắng lên đến 90%. Hơn nữa kích thước của nó phù hợp với hầu như tất cả các loại xe. Lên mọi người yên tâm và sử dụng nhá. Mọi người đặt hàng đặt em bên dưới nhá. Đấy, đấy là thực tế về con sản phẩm các bác nhá. Đây. Em thề với các bác luôn mà mùa hè các bác không có cái dù chắn nắng ô tô này thì đúng là chỉ có nóng bỏng bút. Đo nhiệt độ của cái in xe bây giờ đang là 54 độ rồi này. Ngồi vào thì có mà bỏng mông luôn. Cái này là ô dù chắn nắng Dezu, một thương hiệu của Nhật Bản. Chất liệu được làm từ vải cách nhiệt phủ bạt titan và thép sắt tĩnh điện thì vải cách nhiệt phủ bạt titan đấy nhá. Hơn nữa kích thước của nó phù hợp với hầu như tất cả các loại xe. Lên mọi người yên tâm và sử dụng nhá. Mọi người đặt hàng đặt ngay bên dưới nhá. Đấy, nói chung là rất là phù hợp cho trong cái mùa hè miền Bắc sắp tới và cũng như là miền Nam. Đấy, đang vào cái đợt nắng nóng rồi. Các bác chuẩn bị con này thì các bác sắm sửa, các bác treo cái phần trước ô tô mình này, cho nó đỡ hại xe. Thứ hai là nó không bị nắng nóng cái thứ này nhá. Dùng rất ok luôn. Đấy, giá sẽ là chỉ có 100.000 một con thôi. Đấy, 100k một con ô chắn nóng ô tô đâu nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì cũng liên quan về cái sản phẩm phụ kiện ô tô này. Đấy thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó, cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô. Con này thì chắc nhiều bác là biết cái dòng sản phẩm này rồi. Đấy thì bên em vẫn có cung cấp cái dòng sản phẩm này nhá. Đây, một cái con quạt ô tô. Cái con này thì cái điện áp sử dụng của nó sẽ là AC 12V nhá. Đấy, dòng sản phẩm điện áp AC 12V thì đây, cái tầm này là các bác cắm vào cái tẩu của cái ô tô này. Đấy, đầu nguồn của nó là cái tẩu vào ô tô nhá, chứ không có đầu khác đâu. Em quay rất là kỹ nhá, tránh tình trạng các bác mua về các bác lại cắm điện mà là rất là dở hơi. Đấy, nó là cắm vào cái tẩu ô tô. Điện áp sẽ là AC 12V nhá, AC 12V. Nó là cái con quạt điều hòa. Đấy, quạt các bác cứ lên mã cho nó quạt ô tô đi. Đấy, giá sẽ là 150.000 một con. Con này các bác có thể là điều chỉnh cái phần quạt này, xoay vào này, xoay ra này. Đấy, rồi các bác cụp lên, cụp xuống, ngửa lên, ngửa xuống này. Ngoài ra thì sẽ có tích hợp là cái phần công tắc ở đây. Công tắc thì có thể là điều chỉnh cả số luôn, số 1, số 2 nhá. Đấy, số 1, số 2 ở đây. Rất ok nhá. Đó, phần đế này, phần đế các bác có thể để lên để xuống rất ok. Hàng thì rất là chắc chắn, xịn sò, ngon lành. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp này. Giá thì hiện tại bên em gửi ra một cái giá cực kỳ tốt. Các bác lên mã cho em là sản phẩm là quạt ô tô này. Quạt ô tô. Quạt ô tô nhá. Đấy, quạt ô tô. Giá sẽ là 150k một con nhá. 150k cho một con sản phẩm quạt ô tô này. Bác nào ví dụ mà có nhiều khi điều hòa các thứ nó hỏng thì bác dùng nó cho em. Đấy, để gọi là thay thế của thứ dùng rất ok các bác nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về một cái dòng sản phẩm lâu lâu không nhập về bán các bác này, đó là cái dòng dao nhá. Lâu lắm em không bán dao rồi. Ở đây hôm nay bên em về một cái lô dao này, hàng của Seki Japan nhá. Con này thì mã của nó sẽ là dao thái vân gỗ. Đấy, các bác cứ lên mã cho là dao thái vân gỗ. Giá hiện tại bên em đang bán một con này sẽ là 150.000 một cây. Hàng này thì sẽ là hàng mới nguyên hộp nhá, hàng mới nguyên hộp này. Hàng nói chung là cực kỳ sắc bén rồi, chấm hết luôn. Đó, vân gỗ rất đẹp nhá.
nó làm vân gỗ rất đẹp này, vân gỗ từ cái phần chuôi cho đến cái phần lưỡi luôn này, nó làm vân rất đẹp này, đấy, nhọn hoắt luôn này. Con này thì bác dùng về để lọc thái các kiểu cho em luôn. Đo về phần kích thước nhá, tổng chiều dài thì sẽ là đi 33 này, phần lưỡi sẽ dài là 21 nhá, phần lưỡi dài 21 và phần cán sẽ là dài là 12,5 cm, đó 12,5 cm nhá. Đấy, nói chung là tay cầm thì khá là dài, các bác cầm bao giờ nó cũng bị cầm nó trường dao nhá, các bác cầm cái tay cầm nó ngắn, cầm nó rất là cấn dao, nhưng con này cầm rất ok, cầm cực kỳ thoải mái, các bác dùng để lọc thái cho em, dùng rất ok luôn nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, đấy, hàng của Seki Japan, đấy, Seki Japan, dao thái vân gỗ nhá, các bác lên mã cho là dao thái vân gỗ, bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt luôn, giá chỉ có 150.000 một cây thôi, đấy, 150.000 một cây. Đó, bây giờ sẽ test cho bác xem về độ sắc này. Con này thì nói chung là nó chấm hết rồi, riêng cái dòng của Seki này thì các bác không gì phải chê cả, quá sắc bén luôn và ngọt ngào nhá. Đấy, quá sắc bén, cái nhìn này, đấy có thấy không, sắc dã man luôn nhá, đấy sắc kinh khủng khiếp luôn, đây có nhìn này, dã man luôn nhá con nhá, đấy đấy thấy không, dã man luôn nhá, sắc này đấy ngọt dẻo luôn, cực kỳ là ngon này kìa nào. Giá thì gửi bác một cái giá cực kỳ là tốt, giá chỉ 150k một cây thôi nhá, 150.000 cho một cây dao thái vân gỗ nhá, các bác lên mã treo là dao thái vân gỗ, giá 150.000 một cây, hàng của Seki Japan. Đó, 150.000 một cây, hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn này, rất đẹp luôn, một con dao thái quá đẹp. Bộ này thì mã thì các bác cứ lên mã luôn cho em là cái bộ V46 nhá. Đấy, báo giá luôn. Đấy, giờ đấy cứ vào báo giá luôn cho nó nhanh nhá, để các bác nắm rõ luôn. V46 này, báo giá luôn nhá, 170k bộ. Đấy, 170.000 cho bộ V46 nhá. Các bác lưu ý là bên em hóa đơn trên 200k thì bên em sẽ bao ship nếu mà bác nào ship code. Đó. 46 chi tiết coi nhá. 46 chi tiết thì gọi luôn là mã sẽ là V46 này. V46. Đấy, V46 giá 170k một bộ các bác nhá. Xin lỗi các bác là 170k. 170k bộ này. Đấy, đây em sẽ đập hộp bác xem luôn. Hàng rất đầy đủ ngon này. Trong một cái hộp như này. Đó, nó vận chuyển thì nó hơi xô dịch một chút nhá. Đây em sẽ xếp lại nó xem. Đầy đủ sẽ có là tô vít, rồi là tay xoáy nhanh các kiểu ra luôn. Đó, rồi là tay công tay kiếp. Ngon này kìa luôn nhá. Đây các bác ơi, bộ sản phẩm này nó sẽ gồm 46 chi tiết nhá, trong một gộp như này. Sẽ gồm có các đầu vít này mọi người. Đấy, các đầu vít như là hoa thị này. Đó, rồi là đầu lục giác nhá. Đấy, đầu lục giác, rồi là có cả đầu ba ke. Đấy, đầu ba ke này. Đấy, ba ke, rồi là đầu dẹt có luôn nhá. Đấy, đầu hai cạnh, đầu bốn cạnh nhá. Đó, các kiểu các loại luôn. Rồi là các đầu khẩu thì từ 14 cho đến từ nhỏ nhất là 4 này, to nhất là 14, từ 4 đến 14 nhá. Và đi kèm sẽ là có tay lắc này, tay lắc xoáy nhanh nhá, tay lắc xoáy nhanh, tay lắc đảo chiều xoáy nhanh. Đó. Rồi là một cây tô vít này, cây tô vít để các bác đấu vào đầu khẩu này, cây tô vít đây. Đó, một cây tô vít. Rồi là thanh nối dài này. Tay công này, tay công. Rồi là một cái này rất hay này, cái này là các bác gáy xoáy những chỗ mà góc nó khuất ấy, các bác phải bẻ cong đi. Đấy, để các bác xoáy ấy. Đấy, những ví dụ các bác không thẳng được đường vít thì các bác phải bẻ cong, các bác xoáy thì các bác dùng nó cho. Đấy, dùng rất ok này. Đó, một cái chi tiết cũng rất là thông minh. Đó, nói chung là nó rất là nhiều đây. Một cái gật gù nữa này. Đó, đa di năng nhá, đa di năng cho một cái bộ sản phẩm hàng rất chất lượng nha. Đó, đa di năng luôn. Giá thì bên em gửi một cái giá cực kỳ là tốt rồi. Đấy, mã của nó sẽ là V46 nhá. V46 giá sẽ là 170.000 cho một bộ vít V46 này nhá. Các bác lên mã cho là bộ vít khẩu V46, giá sẽ là 170k một bộ. Hàng đựng trong hộp ngon lành như này. Đấy, xịn sò đầy đủ ngon lành nhá. Gửi tay bác là ngon lành luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra đủ hàng và thanh toán 170k một bộ khẩu vít V46 nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về một cái sản phẩm mới, đó là cái con máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Đấy, con này nó sử dụng dòng điện 220V. Báo giá bác luôn, giá sẽ là 520.000 một con. Đấy, 520.000 một con máy bơm hơi như này. Bao ship tận nhà nhá. 520.000 con đây, có cái điểm bóc cho bác xem. Một con máy bơm hơi này. Đó đây. Hàng sẽ là hàng nguyên hộp luôn nhá. Hàng nguyên hộp luôn, rất xịn sò ngon này. Đó, rất chất lượng luôn. Con này thì chuyên để các bơm hơi nhá. Nó là dạng máy hơi, nhưng mà máy hơi này của nó là dạng máy hơi mini. Đấy, máy hơi mini con này, máy hơi mini này, rất đẹp luôn.
Đây nha, em sẽ quay qua đây bác về cái thông số này. Con này nó sử dụng cái dòng điện sẽ là dòng điện 220 nhá. Đấy, dòng điện 220. Max thì của nó sẽ là 100 PSI cơ nhá. Đó, 35 lít trên phút cơ nhá. Đấy, hàng thì con này hàng chuẩn thì sẽ là hàng của Đài Loan, made in Taiwan nhá. Đấy, hàng Đài Loan nhá. Hàng Đài Loan nói chung về đồ kỹ thuật này thì dùng cũng rất là ok nhá. Đấy, dùng thì cũng không có gì phải chê cả. Đây. Hàng thì chuyên để bác bơm hơi miếc cho em, rất ok luôn. Đó, một con sản phẩm như này. Một con máy hơi nhá, máy hơi mini. Nó sẽ có là đồng hồ đo suất luôn. Đấy, đồng hồ đo kg cm khối nhá. Đấy, đo kg cm khối. Đó, cắm điện trực tiếp cho em là điện 220. Đây là phần đầu bơm ra nhá. Đấy, phần đầu bơm ra này. Còn đây là phần máy này. Đó, lốc máy rồi là phần bình hơi thứ này, bình nhắn hơi này. Đây là công tắc bật tắt này. Ngoài ra thì có cái dơ lia. Cái này nó gọi là cái điều chỉnh áp nhá. Đấy, điều áp. Đó, ở đây. Rất ok nhá. Đây em sẽ cắm test thực tế bác xem. Đây các ơi, nó thì các bác cầm vào và các bật nút này. Đấy, máy chạy này. Máy chạy khỏe cực kỳ luôn nhá. Đấy, tiếng máy rất êm này. Đấy, bật phát máy giật luôn. Đấy. Máy chạy rất khỏe nhá. Nó gọi là dòng máy hơi mini. Còn này thì bác nào mà nói chung là điều kiện kinh tế mà không cho phép mà mua cái dòng máy nhiều tiền thì có thể dùng sử dụng cái dòng này. Nói chung là bơm ô tô xe máy dùng rất ok này. Đây, đấy. Hơi ra rất khỏe nhá. Đây em bóp tay này. Nó nhìn em bóp tay đồng hồ nó còn nảy luôn này. Đấy. Hơi ra cực kỳ khỏe nhá. Đấy ở đây không? Đó. Hơi ra rất khỏe luôn, kêu đến tết tết luôn nhá. Đây. Đấy. Đấy không nhá, đây em tắt máy này. Đó, bật máy này. Con này nó cái điều chỉnh cái app của nó nhá. Đấy, điều chỉnh app của nó. Còn đây là công tắc bật tắt nguồn. Đấy, con này dùng là rất ok đấy nhá. Bác nào điều kiện kinh tế ít, dùng cái dòng máy mini là bơm hơi bơm nhiệt là cũng rất ok này. Đấy, giá thì chỉ có là 520.000 một con thôi. Nhỏ nhưng mà lại có võ nhá. Nhỏ nhưng mà có võ. Đấy, nhỏ nhưng có võ. Đó, dùng trực tiếp điện 220 chưa? Đó, dùng trực tiếp điện 220. Các bác lên mã cho em là cái con máy máy bơm hơi nhá, máy bơm hơi. Máy bơm hơi này. Đấy, sử dụng dòng điện 220V này. Đấy, 220V. Giá của nó sẽ là 520k một con này. Bên em sẽ bao ship tận nhà. 520.000 cho con máy bơm hơi. Đấy, bao ship tận nhà luôn. Đấy. Hàng thì của Taiwan nhá, hàng của Taiwan. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp thôi nhá, hàng mới nguyên hộp. Máy thì rất là xịn sò chắc chắn, hàng mới nguyên hộp luôn. Đó, một con máy rất đẹp luôn nhá. Đó. Đấy, rất nhạy nhá, cực kỳ nhạy mà hơi ra rất khỏe, rất đều nhá. Đây coi ở đây em không có cái xăm cái lốp thì em bơm test thử bác xem, tôi có cái tí dây bóng này, em cho vào em bơm test cái lực hơi nó đẩy em nhá, có nhìn này. Bật máy này. Đó, có thấy không? Bơm rất nhanh nhá. Đấy, thấy không? Đó, hơi ra căng đét luôn này. Đấy, cái túi này nó đang bị thủng rồi các bạn. Túi đang bị thủng rồi này. Nó hơi ra rất căng rồi nhá. Đấy, bật tí cái hơi ra rất căng luôn. Nói chung là bơm xe, bơm cộ các thứ, bơm ô tô thoải mái cho em luôn. Đó. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm đó là cái tấm này, nó là gọi là cái tấm chắn dầu mỡ nhá. Tấm chắn dầu mỡ để cho bác mà các bác hay chắn ở cái phần bếp nhà mình á. Để dầu mỡ thứ là nó không bị bắn linh tinh. Đó thì dùng cái con này chưa? Nó gọi là cái tấm chắn dầu mỡ nhá. Kích thước của nó sẽ là chiều dài sẽ là 84cm, chiều cao là 32.5cm nhá. Đó, 32.5cm. Hàng của nó sẽ là một cái tấm bạc nha. Đấy, một cái tấm bạc nha các nhá. Một cái tấm bạc này các bác có thể là gấp uốn các kiểu luôn. Đấy, các bác gấp uốn này luôn. Đó, một cái tấm bạc nha. Đó thì về các bác chụp vào cái phần bếp cho mình ấy. Đó, về các bác chụp phần bếp cho mình nha. Các bác sử dụng là nó không bị bắn dầu bắn mỡ thứ linh tinh nha. Đó, dùng rất là sạch sẽ ok luôn. Giá thì mình em đang bán một cái tấm chắn dầu mỡ này, giá sẽ là 30.000 một tấm nhá. Đấy, em nói về phần kích thước này, chiều cao là 32.5cm này, chiều dài sẽ là 84cm. Đó, đúng thông số đúng như trên giấy tờ của nhà sản xuất không nhá. Đó, đây một tấm chắn bếp, hàng nó là cái dạng giấy bạc nhá. Cái giấy này các bác có thể là sau khi nó dùng, ví dụ mỡ nó bắn nhiều quá để lôi ra cũng vệ sinh cái thứ thoải mái cho em luôn. Giá sẽ là 30.000 một tấm nhá. 30.000 cho một tấm
chắn dầu mỡ nhá. Các bác lên mã cho là tấm chắn dầu mỡ giá 30k một tấm. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng dây điện ổ đúc 2.5 nhá. Đấy, dây điện ổ đúc 2.5. Ở đây thì bên em có cái cỡ 10m, 15m và 5m này. Đấy, 10, 15 và 5m. Đây, con này thì trên tay em đang cầm là cái con 10m này. Đó, 10m này thì là bán áp nhất này con này. Các bác mua ghê nhất luôn này. Đó, con 10m này. Bán cực kỳ chạy con 10m này luôn. Dây của nó sẽ là dây 2.5 nhá, dây 2.5. Đây. Dây 2.5 này, đó dây 2.5 nhá. Và dòng này thì cực kỳ là ngon chất lượng rồi. Đó. 100% là bằng đồng nhá. Bác nào mà ví dụ mà về các bác có test thử rồi các bác mang ra các bác kiểm tra thứ không phải đồng, bên em đền 100 triệu. Đấy, các bác uy tín luôn nhá. Đấy, đền 100 triệu bác luôn. Riêng dòng này nó đồng 100% luôn. Đó, Japan CU này. Đấy, Japan CU. Rất là ngon chất lượng. Dây thì cực kỳ là mềm nhá. Dây nó rất là mềm luôn. Đó, dây rất mềm. Nó dùng rất thích luôn nhá. Đó. À, một đầu ra này, đầu ra sẽ có là 3 ủ cắm này. Hàng này của nó sẽ là hàng đúc đập không vỡ. Còn đây là phích cắm vào này, đấy phích cắm vào. Cũng là hàng đúc luôn. Toàn bộ đầu ra đầu vào đều được đúc hết luôn nhá. Đây em sẽ cắm test thử bác xem. Về cái chế độ đèn báo của nó nhá. À đâu, không cần đây này. Em nhà em đang cắm đang dùng cái này. Đó đây cái con này này. Đấy, khi mà các bác cắm vào nó sẽ có đèn báo này nhá. Có đèn báo này để các bác tiện cho việc theo dõi là nó có điện hay không. Đó, cắm thì cực kỳ chặt luôn. Cắm rất chặt nhá. Cắm rất chặt con này, nói chung là các bác cắm mang đi công trình các thứ cho em là các bác cứ dùng thoải mái. Riêng cái dòng này dùng thoải mái, vụt viếc thoải mái cho em luôn. Đấy, đập thoải mái, đập thoải mái luôn nhá. Đấy, đập thoải mái luôn. Riêng dòng này cực kỳ chắc chắn luôn, nó là hàng cao su nguyên sinh mà. Đấy, chống vỡ chống va đập nhá, chống vỡ chống va đập. Đó thì nó có các loại 5m, 10m rồi là 15m nhá, 30m cũng có luôn. Đấy, 5m này, 5m thì giá bên em đang bán giá 200k. 10m này thì giá sẽ là đi 330k. 15m này, đấy, giá sẽ là 400k. Và 30m này, giá sẽ là 650k nhá, 650k. Đấy thì giá nó đây. Đó, giá thì cụ thể từng quận như thế nào. Hàng nói chung là quá chất lượng, quá xịn sò cho một con dây dây ổ đúc liền như này. Dây thì 100% là sản phẩm bằng đồng luôn nhá, sản phẩm bằng đồng luôn. Đó, dây rất mềm, ổ đúc dùng cực kỳ bền bỉ luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên shop tiếp tục về cái lô hàng, đó là cái bộ thắt lưng đồng hồ nhá. Bộ này thì của nó sẽ là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp luôn. Đấy, hàng mới nguyên hộp 100% luôn nhá. Đây, em sẽ mở hộp, đập hộp cho xem. Hàng này thì nói chung là quá chất lượng rồi. Bác nào mà chưa có thắt lưng với đồng hồ đấy thì có thể là tham khảo cái sản phẩm này. Đây, một con sản phẩm hàng thanh lý siêu thị nhá. Đây, các bác nhìn này, New York City này. Đấy, New York City. Đó, 800 đô luôn nhá. Đấy, các bác không nhìn nhầm đâu. 800 đô luôn. Đấy, hàng của Perdo nhá. Perdo này một trong những thương hiệu chuyên về những cái đồ gọi là đồ hàng hiệu rồi. Đấy, 800 đô nếu mà đấy là ở trong siêu thị, nhưng mà hàng này thì nó là gọi là hàng thanh lý siêu thị. Nếu mà cái date của nó này là từ mùng 1 tháng 2 2019 này. Đấy thì nó gọi là hàng thanh lý rồi vì nó quá hạn đâu nhá. Đấy nên là siêu thị người ta sẽ đẩy ra. Đấy, những cái cửa hàng người ta sẽ đẩy ra thì em ôm lô được những cái lô hàng mà nó đẹp như này. Bộ sản phẩm này sẽ đầu tiên sẽ gồm có cho bác là một cái con ví này. Đó, một con ví. Đây em sẽ đập hộp cho bác xem luôn một con ví này. Quay chi tiết cho bác xem luôn nhá. Một con ví quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn nha. Da luôn nha, da cực kỳ đẹp này. Đó, da không có mép luôn nhá. Da này nó là dạng da cắt nguyên miếng luôn, không còn mép luôn này, không có đường khâu luôn này. Đấy, rất đẹp luôn. Đó, rất là nhiều ngăn nhá. Đấy, 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, cả ngăn khóa luôn này. Ngoài ra thì các ngăn để các bác để giấy tờ. Đấy, sờ mịn như giam bé luôn nhá. Sờ mịn như giam bé luôn. Đây, chữ logo dập chìm luôn trên thân của ví này. Đấy, một con ví nhá. Tiếp theo thì là một cái con đồng hồ thắt lưng. Đấy, một con thắt lưng. Con thắt lưng này. Đấy, đây, chữ Podo này. Phần này nó làm nhám này, cực kỳ đẹp luôn này. Màu vàng rất là sang trọng lịch sự nhá. Đấy, màu vàng rất sang trọng lịch sự. Dạng này của nó sẽ là dạng lẫy cài nhá, dạng lẫy cài. Đó, đây. Phần dây thắt lưng này em lấy cho bác xem này. Đấy, phần dây thắt lưng quá đẹp luôn rồi. Đó, dây thắt lưng luôn nhá. Đây là Podo này. Đấy, Podo nhá. Da cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Phần lẫy cài này, nó thì về thì các bác cứ thế là các bác cho vào đây các bác cài vào thôi. Đấy, cho vào đây các bác bật vào là xong. Đó, đây, em sẽ xỏ thử các bác xem này.
Đấy. Đấy, có thấy không? Nghe tiếng khóa này. Đấy, nghe tiếng khóa đã thấy sướng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, mặt của nó này quá đẹp luôn này. Đó, bơ đô nhá, mặt cực kỳ đẹp, kết hợp hài hòa giữa màu vàng và màu đen, nhìn cực kỳ là lịch sự sang trọng nhá. Đó. Đấy, đây là con thắt lưng. Và một cái sản phẩm rất là giá trị. Đó, đó là một con đồng hồ nhá. Một con đồng hồ. Đấy, một con đồng hồ. Đồng hồ mặt rất đẹp luôn nhá. Đó, đồng hồ mặt rất đẹp luôn này. Các bạn nhìn này. Ba đồng hồ luôn nhá, ba đồng hồ luôn. Đấy, ngoài ra thì sẽ có là cả ngày luôn nhá, có cả ngày luôn này. Đấy, có cả ngày luôn này. Rồi là chữ Perdo này, đấy chữ Perdo nhìn chưa? Mặt sáng bóng luôn nhá. Đó, mặt sáng bóng loáng luôn. Đấy, soi gương luôn các bạn nhìn này. Đấy, dã man luôn. Dây đồng hồ rất đẹp nhá, da da chuẩn của nó luôn, sờ rất thích các bạn nhá. Đó, một bộ sản phẩm sẽ gồm có cho các bác là một con ví này, một con thắt lưng này và một con đồng hồ. Hàng thì sẽ là hàng mới nguyên hộp đúng không nhá, hàng mới nguyên hộp luôn, đầy đủ giấy tờ đi kèm. Đấy, đầy đủ giấy tờ đi kèm này. Hàng sẽ là hàng mới nguyên hộp, hàng của thương hiệu Perdo. Đấy, hàng thương hiệu Perdo. Con này thì nói chung là các bác có thể là mua về sử dụng này, rồi là mua về các bác đi biếu tặng. Đó, đi biếu tặng một cái món quà cũng rất ok luôn. Đấy, thì em sẽ đi báo giá nhá. Đấy, báo giá luôn. Con này thì cái lô trước mà bên em đang gửi cho bác là giá sẽ là đi 450.000. Nếu mà bác nào mua cái lô đợt trước từ cái đợt trong năm cơ. Đấy, thì giá của nó sẽ là 450k một cái combo nha. Các bác lên mã cho em là combo. Đấy, combo ví da thắt lưng đồng hồ. Đấy, ví da thắt lưng đồng hồ này. Đấy, đồng hồ. Ví da thắt lưng đồng hồ này. Cái combo này thì cái đợt trong Tết bên em đang bán giá là 450k. Đấy, 450k. Nhưng mà trong video này thì bên em về một cái lô mới, giá của nó đợt này thì sẽ tốt hơn. Giá thì bên em gửi bác một cái giá cực kỳ ưu đãi, sẽ là 300k. 300k cho một cái bộ sản phẩm sẽ gồm 3 món như này, bao ship đi tận nhà luôn. Đấy, 300.000 nhá, các bác không nghe nhầm đâu. 300k cho một cái combo bộ sản phẩm ví da thắt lưng đồng hồ. Đấy, bao ship đi tận nhà luôn. Đấy, hàng đầy đủ nguyên hộp, ngon lành cành đào này. Đấy, về bác sử dụng nhá. Cái đồng hồ này thì lưu ý với em là khi mà các bác về thì ở đây nó sẽ có một cái chốt này. Đấy, cái chốt này là cái hãm. Đấy, lúc nào dùng các bác rút cái chốt này ra và các bác ấn vào thì đồng hồ sẽ chạy nhá. Đấy, ấn vào đồng hồ chạy, đây em rút thử cho bác xem này. Đó, các bác ấn vào này. Đấy, bác đợi chút này. Đấy, thấy không, kìm nick lên rồi này. Đó, rất là nhạy nhá. Đây, đồng hồ chạy luôn rồi này. Đấy, các thấy không, rất nhạy luôn. Nói chung là các bác đeo con này đồng hồ lên tay thì đẳng cấp luôn nhá. Đeo ngược không? Đây, đó, thấy không? Quá đẹp luôn này, sáng choang, sáng bóng luôn nhá. Ngày giờ các kiểu luôn. Đó, rất ok. Tay em hơi nhỏ nên là đeo thì nhìn nó không được đẹp lắm, nhưng bác nào tay to đeo này rất đẹp này. Đấy. Giá thì bên em gửi bác một cái bộ combo sẽ là 300k nhá. Giá chỉ có 300k cho một cái combo ví da thắt lưng đồng hồ thôi. Bao ship đến tận nhà luôn. Đấy, bao ship tận nhà. Các bác mua về sử dụng hoặc là mua về làm quà, biếu tặng cũng rất ok nhá. Combo thắt lưng ví da đồng hồ. Giá sẽ là 300k bao ship tận nhà nhá. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái dòng sản phẩm là cái sáp thơm nhá. Đấy, cái lọ sáp thơm. Con này thì nói chung là bán cực kỳ nhiều rồi mà dùng rất là hay. Đấy, dòng này nó là dòng sáp thơm. Đấy, chuyên để cho bác, ví dụ là các bác để trong phòng này, rồi là trong phòng khách, phòng ngủ, rồi trong nhà vệ sinh, nói chung là cái chỗ nào mà các bác cần thơm là các bác để vào. Đấy, nó gọi là sáp thơm nhá. Các bác cứ lên mã cho em là sản phẩm là sáp thơm. Đấy, sáp thơm. Giá của một hộp này sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một hộp sáp thơm này. Đấy, 30.000 cho một hộp sáp thơm. Một hộp này trọng lượng sẽ là 200g sáp thơm nhá, 200g sáp thơm. Nói chung là một hộp này các bác dùng thoải mái. Một năm giờ luôn. Đấy, một năm giờ luôn. Đây, nhà em cũng đang dùng đây nhá. Nhà em đang dùng đây. Đấy, nhà em đang dùng đây. Dạng của nó sẽ là dạng sáp. Đấy, nó không như những cái dòng mà dạng khô có thứ nào. Riêng cái dạng sáp này thì dùng nó rất là bền. Đấy, mùi nó rất là bền và được lâu. Đấy, mùi rất là bền và được lâu. Đấy, riêng dạng sáp này. Đấy thì nó sẽ cứ nhún nhún này. Đấy, nhún nhún này mà nó không bị ướt các thứ ra, nó không bị chảy nước các thứ ra nha các bác nhá. Nó cứ khô này thôi, khô này. Riêng cái sáp khô mà sáp thơm như này thì nó giữ mùi rất là lâu mà dùng được rất là lâu nhá. Đấy, giá sẽ là 30k một lọ nhá. 30.000 cho lọ sáp thơm nhá. Các mùi các màu khác nhau. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái dòng viên thảo bồn cầu. Cái viên thảo bồn cầu này thì một túi của nó sẽ là 10 viên nhá. Đấy, một túi của nó sẽ là 10 viên này. Đấy. Đây em sẽ bóc cho các bác xem một túi này. Dòng này thì rất là dễ dùng thôi. Về thì của nó sẽ là 10 viên thì một viên nó dùng được khoảng tầm hơn một tháng. Đấy, đồng nghĩa việc là một túi này thì các bác dùng khoảng tầm một năm.
Đấy, nghĩa là cứ hơn một tháng nữa các bác bỏ vào một lần xem. Đấy, bỏ các bác bỏ trực tiếp vào két nước luôn, không cần phải bóc kiếc gì cả, cứ bỏ trực tiếp cả cái giấy bóng này bỏ vào trực tiếp luôn. Cái này nó không phải là giấy bóng đâu các bạn, nó là cái dạng giấy tự hủy nhá, giấy tự hủy. Đấy, chức năng thì của nó thì đây em sẽ ghi luôn đấy bác, để các bác dễ nhớ này. Chức năng thì nó nhiều chức năng lắm các bạn. Con này thì chức năng của nó thì sẽ có là đi tẩy, nó tẩy trắng này, đấy tẩy trắng này, tẩy trắng nhá, khử mùi này, đấy khử mùi và diệt khuẩn này, đấy diệt khuẩn nhá, diệt khuẩn và nói chung là tiêu hủy các thứ đấy, kiểu kiểu đấy. Nói chung là nói là tiêu hủy rồi là các bác dễ này, các bác hiểu này. Đó thì nó gồm rất là nhiều chức năng khác nhau. Mùi thì nói chung là mùi nó thơm nhẹ nhẹ. Về thì các bác cứ thả vào cái phần cái két nước nhà mình ấy, xong là nó sẽ để khoảng tầm vài phút nó sẽ tan ra, là nó cứ thế nó dần dần tan ra, tan trong vòng khoảng tầm hơn một tháng. Thì cứ một tháng là các bác bỏ vào cho em một viên. Đấy, một túi này của nó sẽ là 10 viên. Đấy, một túi sẽ là 10 viên nhá. Đấy, 10 viên thả bồn cầu thì các bác dùng trong một năm. Nó đem báo giá luôn. Giá thì vô cùng hạt rẻ rồi. Đấy, các bác lên mã cho em là túi thả bồn cầu 10 viên nhá, 10 viên. Giá sẽ là 30k nhá. 30k cho một cái túi thả bồn cầu 10 viên này. Tính ra thì cực kỳ là kinh tế luôn. Các bác chỉ mua có 30k thôi mà các bác 10 viên, tính ra chỉ có 3.000 một viên. Đấy, một tháng mà các bác mất có 3.000 mà rất là nhiều chức năng, tẩy trắng, làm sạch khử khuẩn rồi là khử mùi, rồi là phân hủy các thứ ra. Đấy, giá chỉ có 30.000 nhá. 30.000 cho một cái túi viên thả bồn cầu 10 viên nha. Và tiếp theo thì lên cho bác là cái con sản phẩm bơm 2T của Stanley. Đấy, bơm 2T của Stanley. Hàng này của nó sẽ là hàng made in Japan nhá. Đấy, dòng này của nó là dòng 2T, bơm trợ lực cực kỳ khỏe luôn. Có màn hình hiển thị đồng hồ đo suất, ngoài ra thì phần khung bơm viền thép này, đấy phun sơn tĩnh điện rất là chắc chắn nhá. Con này thì sau khi nếu các bác sử dụng các bác có thể nó gấp gọn vào như này. Còn nếu mà các bác dùng các bác mở ra cho em. Đấy, mở ra là phần ti tự động sẽ đẩy ra. 2 ti thì ép lực rất là tốt các bác nhá. Đấy, Stanley Japan này. Con này thì rất là dễ dùng thôi. Các bác chỉ cần gỡ ra cho em và các bác lấy chân các bác dậy. Còn không nếu thì các bác đau chân các bác lấy tay các bác dậy. Nó cực kỳ là nhẹ nhàng và bơm rất là khỏe các bác nhá. Đấy, bơm rất là khỏe luôn. Dây bơm thì siêu bền. Dây bơm này con này các bác cứ gập thoải mái cho em luôn. Đấy, gập thoải mái này. Đấy, các bác bỏ rồi. Đấy, lại về bình thường. Và ngoài ra thì sẽ có là phần đầu bơm, các bác bơm xe đạp, xe máy, phần các phụ kiện đi kèm với bơm phao, bơm bóng các thứ đầy đủ nha. Đấy, vào đây. Đầu bơm xe đạp, xe máy ngon này luôn nhá. Đấy, giá thì bên em gửi các bác đợt này. Giá của nó cực kỳ tốt luôn. Các bác lên mã cho em là bơm 2T nhá. Đấy, bơm 2T. Đấy, bơm 2T này, bơm 2T. Con này bữa trước bên em đang bán giá sẽ là 300k. Hôm nay thì trong video này thì bên em cũng giảm giá xả kho bác luôn. Giá là chỉ còn con này đi 260.000 một con. Bên em sẽ bao ship tận nhà nhá. Các bác lưu ý là hóa đơn trên 200k bên em với bao ship cho bác nhá. Con này thì 260k bên em sẽ bao ship cho bác. Đó, bơm 2T 260.000 bao ship. Đây các bác cùng ngắm lại em nó này. Tì thiếc bóng lộn luôn luôn nhá. Đó, rất là ngon này, bơm cực kỳ khỏe, chắc chắn ngon này. Tầm rất là nặng chắc chắn các bác nhá. Chuyển đổi khoan thành cưa các bác nhá. Đấy, chuyển đổi khoan thành cưa. Đấy thì một bộ của nó sẽ này. Hàng thì rất là xịn sò, hàng của SAVK này. Đấy, converter các bác nhá. Đấy, converter. Hàng này nói chung nó là hàng thương hiệu rất là chuẩn chỉ, ngon này cành đào luôn. Bộ này thì về thì rất là dễ lắp đặt thôi. Ở đây thì nó sẽ đi kèm, bộ này thì sẽ có kèm cho bác là mấy cái lưỡi cưa như này. Đấy, nó có lưỡi dài, lưỡi ngắn khác nhau. Đấy thì về thì các bác lắp thì các bác đẩy cái lẫy cho xem này, đẩy lẫy này rồi các bác lắp cái lưỡi cưa vào, nó rất là dễ dàng sử dụng luôn nhá. Đấy, các bác cho lưỡi cưa vào và cái đầu này thì các bác lắp vào máy khoan này. Đấy, máy khoan nó quay thì cái cưa nó sẽ lắc này, các bác nhìn không? Đấy, cưa nó lắc này. Đây em quay này. Đấy, cái cưa nó lắc nó giật nhá thì nó sẽ cưa được. Đó. Thì nhà bác nào có máy khoan ấy, các bác lắp vào là các bác sẽ cưa được. Đấy thì có cả tay cầm luôn nhá các bác nhá. Có cả tay cầm để khi bác cưa cho nó chắc cưa. Đó, rất là dễ thôi. Giá thì báo giá luôn. Các bác lên mã luôn cho là cái bộ chuyển đổi cái khoan thành cưa nhá. Đấy, khoan thành cưa. Giá thì bên em đang bán một bộ này là 140k. Đấy, hàng đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Hàng rất xịn sò ngon lành nhá. Hàng này như là nó được xuất đi châu Âu đúng không nhá. Đấy, 140k một bộ này. Đây em sẽ mở cho bác xem video thực tế về con sản phẩm này nhá. Đây cô, các bác cùng xem video thực tế về con sản phẩm này các nhá. Đây. Anh và bác Thảo thích thôi ạ. Như thế quá cơ bản. Đây em xin giới thiệu cho các bác bộ chuyển máy khoan thành máy cưa cắt gỗ kim loại. Biến em nó đa di năng thành một máy cưa lọng cưa điện cầm tay chuyên dụng. Các bác lắp vào máy khoan dễ dàng nhanh chóng. Đấy, có thấy không? Với tất cả các bác cứ lắp vào đấy. Lắp vào là các bác cưa thôi, nó rất là dễ dùng luôn nhá. Tùy nhu cầu sử dụng các bác lắp. Đấy, có thấy không? Cưa rất ngọt luôn. Cắt xẻ gỗ cực sướng luôn ạ. Tiết kiệm tiền đỡ phải sắm thêm máy cưa các bác nhà. Đó, có thấy không? Cắt rất là ngọt ngào nhá. Đó. Cắt theo các đường luôn, đường uốn lượn cắt ngon này luôn nhá. Máy
rất ok nhá. Đấy, cái bộ chuyển đổi khoan thành cưa này. Đó, giá thì chỉ có 140.000 cho bộ thôi, tặng kèm thêm cho các bác cả lưỡi cưa luôn nhá. Đấy, giá cực tốt với các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái bộ hút ống hút dung dịch mini này. Đấy, ống hút dung dịch ống này là ống hút rượu nhá. Đấy, ống hút xăng rượu rất là dễ dùng. Về thì cả bộ nó sẽ như này, về thì các bác bóc ra và các bác cho vào. Đấy, các bác lắp kết nối vào thôi, nó rất là dễ dùng nhá. Một đầu ra một đầu vào. Cái đầu nào mà các bác muốn hút thì các bác lắp cái đầu dài này vào này. Đấy, hoặc là các bác cắt làm đôi cái ống này được, cắt làm đôi, còn không thì các bác cứ để nguyên này được, các bác dùng. Thì nó dùng rất dễ, một đầu các bác cắm vào các bác cần hút, ví dụ là xăng rượu. Còn đầu này các bác bóp này, các bác bóp mồi cho em vài lần là tự động cứ thế là nó hút ra thôi nhá, không cần phải bóp nhiều. Đấy, chỉ cần bóp mồi vài phát, không cần phải dùng mồm dùng miếc như xưa là các bác cứ phải hút bằng mồm ấy. Nó rất là nhiều khi mình hút như ví dụ như xăng xiếc các thứ rất là nguy hiểm thì dùng con này cho em, rất ok nhá. Đấy, giá thì cực kỳ tốt rồi. Các bác lên mã luôn cho là cái ống hút rượu thì hiện tại bên em đang bán cái bộ này giá là chỉ có là đi 40.000 một bộ thôi nhá. Đấy, 40.000 cho một cái bộ ống hút rượu được coi nhá. Đó, đây. Nào, bây giờ mình sẽ đi hút cho các bạn xem nhá. Ok. Mà rất là nhanh thôi. Đấy, có thấy không? Nó rất là dễ dùng nhá. Với sản phẩm hút xăng mini như thế này, dụng cụ để hút xăng. Nó rất phù hợp cho những bạn mà hay đi phượt đi xa. Chết rồi. Đấy, các bác chỉ cần bóp mồi vài lần nó tự ra. Đấy. Đó, có thấy không? Bóp mồi vài phát nó ra luôn. Dùng nó rất là tiện nhá. Đó, giá thì giá thành cực kỳ rẻ rồi. Giá chỉ có 40.000 trong một cái bộ ống hút rượu nhá. Các bác lên mã luôn cho là ống hút rượu hoặc là ống hút dung dịch, giá sẽ là 40k nhá. Sản phẩm hút tiếp theo thì hôm nay bên em lại tiếp tục về cái lô hút bụi mini. Đấy, báo giá luôn nhá. 150.000 cho một cái bộ hút bụi mini như này. Một con máy hút bụi mini hút cực kỳ ngon luôn. Đó. Đây là hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới nguyên hộp luôn, đầy đủ phụ kiện đi kèm. Đây em sẽ đập hộp bác xem một hộp này. Đó, hàng này sẽ có kèm thêm đầy đủ là đầu tiên là một thân máy chính này, một thân máy chính để hút này. Đấy, lực hút rất mạnh luôn nhá, lực hút rất mạnh. Đi kèm thêm là những cái đầu hút. Đấy, đầu hút này ví dụ như những cái khe kẽ các bác cho vào được hút này. Đó. Và một cái phần đầu nữa đó là cái đầu để các bác vừa trải vừa hút này, vừa trải vừa hút này. Đấy, những cái khe kẽ các bác vừa trà vừa hút ở cái đầu này. Đấy, và một cái dây sạc đi kèm. Dây này thì nó dùng cái điện AC 5V ấy, các bác cắm vào củ sạc điện thoại nhà mình các bác sạc online luôn. Đấy, thì sạc thì các bác cắm vào cái phần đít này cho em. Cắm vào đây. Đó là các bác sạc. Đó, cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình các bác sạc luôn. Nút bật tắt ở đây các nhá. Đấy, bật lên này, tắt đi này. Đấy, bật lên tắt đi có đèn báo luôn nhá. Đây em dám hút thử cho bác xem. Đó, hút thử cho bác xem luôn. Đây em có ít gạo này em hút cho bác xem này. Đấy, có thấy không? Hút rất ngọt luôn nhá. Hạt gạo nó to này mà nó hút rất ngọt luôn nhá. Đấy, hút sạch sẽ không còn hạt nào luôn này. Đó, đây, hút sạch sẽ nhá, không còn hạt nào luôn. Đó. Thì khi mà các bác hút xong thì các bác lại tháo cái phần này ra, tháo ra này, các bác tháo ra. Và các bác rút cái lõi này cho em, cái lõi này nó là cái lõi chắn mà. Đấy, cái lõi chắn. Đấy, và các bác đổ rác ra là rất sạch sẽ. Cái lõi này nó là bằng vải lụa, các bác có thể là giặt rũ vệ sinh thoải mái, giặt trong các bác phơi khô các bác lại cho vào. Đấy, các bác nhớ là phải cho cái lõi lọc này vào nhá. Cho cái nắp lọc này vào. Đấy, và các bác lắp máy vào. Ở đây nó có phần cá này, các bác lắp này. Để ý làm sao lắp nó đúng cái cá là vào nó rất là khít luôn. Đấy, và các bác lại tiếp tục hút luôn. Đấy, máy chạy cực kỳ khỏe, hút rất là nhanh. Các bác có thể là tiện lợi mang đi di chuyển, mang đi được, hoặc là các bác để trên xe ô tô các thứ ra. Các bác sử dụng thì bảo vệ sinh ô tô tê cho nó ngon này. Đấy, mà giá thì hiện tại bên em đang bán hút bụi mini là 150.000 một con nhá. Đấy, giá chỉ có 150.000 cho con hút bụi mini thôi. Giá cực kỳ rẻ với bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng chổi lau nhà tam giác. Đấy, tiếp tục lại về cái lô chổi lau nhà tam giác như này. Đó, giá thì cực kỳ là rẻ rồi. Đó, giá thì hiện tại em đang bán cái chổi tam giác này. Giá đợt này cực kỳ tốt luôn. Đó, một con chổi tam giác như này. Con này thì chuyên để các bác lau nhà, lau trần các thứ rồi. Đó, chuyên để lau nhà, lau trần. Về thì lắp ghép rất là dễ thôi. Thì nó có 3 khúc thì về các bác lắp ghép bên em sẽ phải tháo rời ra để gửi đi cho nó dễ. Còn về lắp ghép vào, lắp ghép thì toàn bộ của nó bằng gen xoáy thôi. Các bác chỉ cần xoáy cho em vài vòng cái là lắp luôn. Trẻ con, người lớn, trẻ em, người già lắp hết luôn nhá. Vì nó rất là dễ lắp thôi. Đó, lắp vào thì nó dài khoảng tầm 1m8 đến 2m nhá. Đấy, nó dài khoảng tầm đấy để chuyên để các bác lau nhà. Đấy, chuyên các bác lau nhà. Đó, nó là hình tam giác nhá. Tí em sẽ có video thực tế về con sản phẩm này. Dùng cực kỳ thích luôn đấy các bác, dùng để lau nhà, lau nhức xem, rất là tiện dụng luôn nhá. Nó đa chức năng các ngóc ngách luôn. Đấy, mọi ngóc ngách vào các chỗ luôn. Đấy, thậm chí là con này các bác có thể lau trần, lau kính. Rồi con này nó có cái chế độ rất hay, nó là cái chế độ tự vắt nhá. Đấy, khi mà các bác dùng này, các bác rút lên cho em này, các bác rút này. Các bác rút lên. Lần đầu thì có thể là rút nó hơi khó. Đấy, thì các bác cứ rút vài lần thôi thì nó sẽ
sẽ được này. Đấy, các bác cầm một tay, các bác cầm nhựa một tay, các bác sát này, các bác rút. Rút này. Đấy, rút nó sẽ tự vắt này. Đấy, sẽ tự vắt các bác nhá. Đấy, rút nó sẽ tự vắt. Đây em sẽ mở một cái video thực tế với con sản phẩm các bác nhá. Đây nhá, đây là tổng quan về con sản phẩm cái con chổi lau nhà tam giác các bác nhá. Thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Đấy, lau đa năng các bác nhá. Lau trên tường, dưới đất, rồi lau trên trần nhà. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng, dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu thấm hút, lau các vết bẩn không để lại vết nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ phân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130 cm, lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ vắt nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có. Các siêu tiện nước bảo hành một tuổi một, nếu có lỗi nhà sản xuất, anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng, muốn nhà sạch bong sáng bóng. Đấy là tổng quan về con sản phẩm chổi lau nhà tam giác nhá. Đấy, vừa tự vắt rồi là xoay 360 độ lau trên tường dưới đất luôn. Đây các bác nhìn này, cái tấm thảm lau nó này. Cái tấm thảm lau này các bác có thể là tháo ra. Các bác vệ sinh, các bác giặt rũ đi thoải mái cho em luôn. Xịn sò, mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ thế hệ mới này. Vừa lau vết bẩn khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách. Đã thế còn phát khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không sạch sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng, dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc. Đấy, có thấy không? Lau nó rất là tiện luôn nhá. Chất liệu vải lau các ngóc ngách luôn. Siêu mịn và siêu thấm hút. Lau các vết bẩn không để lại vết nước, không gây sức men gạch, sàn gỗ phân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130 cm, lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ vắt nước tự động đời mới nhất mà đó. Thì các bác lên luôn mã cho em con sản phẩm là cái chổi lau nhà tam giác này. Đấy, chổi lau nhà tam giác nhá. Bữa trước con này đang bán 150k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới giảm giá xả kho cho bác luôn. Giá thì cực kỳ tốt của bác luôn. Đấy, chổi tam giác này, các bác lên mã luôn cho là chổi tam giác nhá. Đấy, chổi tam giác 150k, em giảm cho bác là chỉ còn có 100k một con thôi nhá. Đấy, 100k một con chổi tam giác này. Đấy, ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cái miếng lau. Nếu mà các bác có nhu cầu về cái miếng lau này thì bên em bán lẻ một miếng lau này là 20k nhá. Đấy, bán lẻ miếng lau là 20k, các bác có thể mua thêm. Đó, các bác có thể mua thêm. Còn bán lẻ nguyên chổi là 100k nhá. Đấy, 100k một con chổi lau nhà tam giác này. Đấy, hàng rất xịn sò. Mua về các bác sử dụng lau nhà, lau cửa, lau kính, lau giả các kiểu luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo lên luôn cho bác là cái dòng tẩy xanh. Đấy, tiếp tục lại về ít cái tẩy xanh. Con này thì chuyên để cho bác tẩy xong nồi nhá. Giá thì hiện tại em đang bán một lọ tẩy xanh này là 40k. Đấy, một hũ này của nó sẽ là 500g nhá, 500g. Đây em sẽ bóc cho bác xem này. Con này nói chung là tẩy rất ok nhá, chuyên để bác tẩy xong nồi. Đấy, tẩy xong nồi, đánh bóng xong nồi, rồi là thậm chí là tẩy cả xe hơi luôn nhá. Đấy, đánh bóng tẩy xe hơi, rồi là các thứ, những cái đồ bằng inox, bằng kim loại các bác đánh rất là thích luôn. Đấy. Đây. Đây này. Đây các bác nhìn này. Đó, nó dạng bột keo này. Thì bác cứ lấy ra, các bác cho nước vào cái phần này, xong các bác lấy ra, các bác phết vào, phết trực tiếp vào, và các bác lấy cái búi rác như mình các bác đánh ấy, thì nó rất là sạch luôn. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video sản phẩm người ta sử dụng cái con sản phẩm tẩy xanh này. Đó. Đây coi, đây là thực tế về con sản phẩm cái con tẩy xong nồi đấy nhá. Biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người? Cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Ui, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy là tổng quan về cái con sản phẩm tẩy này. Thì các bác cứ lấy ít ra, xong các bác cứ bôi lên, và các bác lấy cái cọ son các bác trà. Đấy, thì các bác cứ trà lúc nào bóng thôi coi nhá. Nói chung là nó rất là tẩy cực kỳ là nhanh luôn. Đấy, rất là xịn sò nhá. Giá thì hiện tại em đang bán hộp tẩy xanh này là 40k nhá. Đấy, 40.000 cho một hộp tẩy xanh này. Các bác lên mã luôn cho là tẩy xanh này. Đấy, tẩy xanh hoặc là tẩy xong nồi đều được. Giá sẽ là 40.000 một hộp coi nhá. Đấy, 40.000 cho hộp tẩy xanh, tẩy xong nồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng, cái này là cái tẩy lồng giặt nhá. Đấy, tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt nhá, vệ sinh lồng giặt. Một hộp này của nó sẽ gồm có là 12 viên này. Đấy, 12 viên thì dùng trong là 12 tháng, mỗi tháng một viên. Đấy thì rất là dễ dùng thôi. Mỗi lần các bác cho một viên này, các bác vứt thẳng luôn vào trong lồng giặt ấy, xong rồi các bác bật cái chế độ vệ sinh lồng giặt lên. Đấy, bật chế độ vệ sinh lồng giặt lên là sẽ tự động nó tẩy cho các bác lồng giặt. Ở đây nó chứa những chất tẩy, rồi chất ví dụ như là cái hóa học ấy, nó phân hủy cái những cái cặn ở trong máy giặt này mình nhé. Đấy, máy giặt tạo ra máy giặt là sạch sẽ và thơm tho, quần áo các bác nó đỡ hôi nhá. Đấy thì đây
mua này về sử dụng rất ok luôn nhá. Đây nhá, đây thực tế về con sản phẩm này dùng nó sử dụng của mình này. Nữ công gia chính của mình, đó chính là bỏ nguyên tấm thảm sàn vô trong máy giặt luôn. Ui là trời, giặt xong nó không có thơm nhiều hết trơn, nó vừa dơ vừa hôi. Nghe nói là cái cục vệ sinh lòng máy giặt này ở trên Shopee có vẻ là cũng ok nè, để mua về test thử xem như thế nào nha. Cái viên này mọi người sử dụng lần đầu là 3-5 viên và các lần sau là mỗi tháng là 1-2 viên nha. Vì cái máy giặt nhà mình có chế độ là làm sạch lòng giặt sẵn. Đấy, các bác bật cái chế độ tẩy lòng giặt đi. Thôi, xong rồi nè, trời, kết quả sạch bong kim kít luôn. Để chui cái đầu vô trong này ngửi thử coi. May quá mấy cái cục này đã cứu được hậu quả chơi ngu của mình. Đấy, đấy là tổng quan về cái dòng sản phẩm cây viên vệ sinh lồng giặt nhá. Đấy thì cách sử dụng rất là dễ thôi, các bác cứ thả trực tiếp bóc ra, thả trực tiếp vào trong lồng máy giặt và bật chế độ vệ sinh lồng giặt và các bác sử dụng thôi nhá. Một hộp của nó này thì giá thành thì cực kỳ là rẻ luôn. Đó, các bác lên mã luôn cho là cái vệ sinh lồng giặt nhá, vệ sinh lồng giặt này. Đấy, vệ sinh lồng giặt giá thì bên em đang bán một hộp này chỉ có 30k thôi các bác nhá. Đấy, 30.000 cho hộp vệ sinh lồng giặt. Một hộp này của nó sẽ là 12 viên. Đấy, sử dụng trong 12 tháng luôn, mỗi tháng một viên. Các bác cứ bật chế độ vệ sinh lồng giặt và thả nó vào thôi các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái bột thông cống này. Đấy, bột thông cống. Bột này thì nó là dạng hạt hạt. Đấy, hạt hạt nhỏ li ti các bác nhá, hạt nhỏ li ti. Đó, đây em sẽ bóc cho bác xem. Dạng hạt nhỏ li ti ấy, về thì các bác cứ đổ trực tiếp cái này vào cái phần cống xem. Đấy, đổ trực tiếp phần cống này. Đây. Đấy, hạt của nó sẽ nhảy, đổ trực tiếp phần cống và khi mà đổ xong thì các bác đun thêm ít nước sôi, các bác đổ cùng vào để cho tạo cái phản ứng hóa học ấy. Thì nó sẽ phân hủy, làm thông cái cống của nhà bác đi. Rồi là vệ sinh phần cống, tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi. Nói chung là dùng rất ok nhá. Đó. Đây các bác ơi, thực tế về cái sản phẩm người dùng nó sử dụng luôn nhá. Xem đồ Nhật Bản nó khác gì cái đồ trôi nổi trên mạng không nhá. Để sử dụng thì anh em đổ cái bột này lên miệng cống và đổ thêm một ít nước ấm nước rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà 8 hay bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày gây mồ hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này, ok luôn nhá. Ngoài ra nó có xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắc ấy thì tranh thủ búc vài gói nhá, đang rẻ. Đấy, có thấy không? Nó rất ok luôn nhá. Cuối cùng thì cái cống loa tắc, hôm nay tôi có cơ hội để review cho anh em cái bột thông cống của Nhật Bản. Cùng xem đồ Nhật Bản. Đấy, các bác cứ đổ vào trong cái cống của mình cho ngâm. Và cứ để nó tan tự động nó sẽ tan, nó chảy tiêu hủy hết thôi nhá. Rồi đợi khoảng tầm 30 phút nhá. Nguyên nhân cái cống nhà 82 bị tắc ấy là do giấy rác với cả tóc nó bị mắc kẹt phía dưới lâu ngày nó gây mùi hôi rất là khó chịu. Các bạn nhìn kết quả này, ok luôn nhá. Ngoài ra nó có xử lý tốt bồn rửa mặt và bồn cầu nữa. Nhà anh em nào mà hay tắc ấy, thì tranh thủ búc vài gói nhá. Đấy, đấy là tổng quan về con sản phẩm bột thông cống mình em đang gửi bác nhá. Đấy, con này bao tiền nhỉ? 30. Các bác lên mã luôn cho là bột thông cống nhá. Đấy, bột thông cống con này hiện tại bên em đang bán giá là 30.000 một hộp thôi nhá. 30k cho một hộp này. Đấy, các bác lên mã luôn cho là hộp thông cống này. Đấy, hộp thông cống giá sẽ là 30.000 hộp như này. Sản phẩm tiếp theo đây em lên luôn cho bác là cái băng dính trong suốt này. Đấy, rất là nhiều bác hỏi cái băng dính trong suốt này thì hôm nay thì nó lại có hàng luôn nhá. Đấy, dòng băng dính trong suốt luôn. Nó là dạng trong vắt như này. Đấy, trong vắt như này các bác dính rất ok luôn. Đó, trong vắt luôn nhá. Con này thì em xem nào. Con này của nó là băng kia dạng băng dính hai mặt luôn nhá. Đấy, dính hai mặt luôn, các bác có thể là dính một mặt hoặc là dính hai mặt đều được. Đây, nó là dạng dính hai mặt luôn, dính cực kỳ chắc luôn nhá. Đấy, dính rất chắc luôn này. Đấy, đây. Dạng hai mặt luôn nhá. Đấy, dính chắc dã man luôn. Nó như kiểu dạng cao su non ấy, khi các bác dính nó chống thấm được luôn. Đấy, dính chống thấm được luôn nhá. Đấy, dính ngoài trời được luôn. Đó. Một quận này của nó sẽ là 3m và bên em đang bán một quận này là 30k nhá. Đấy, một quận 3m này là 30k. Băng dính trong suốt nhá, dính cực kỳ là chắc luôn. Đây coi đây thực tế về sản phẩm người ta sử dụng luôn nhá. Trong suốt nhá. Có dán tốt cho các bác ơi. Dính trên mọi bề mặt. Dính thử con iPhone thì xem sao. Dính lên kính thì đơn giản quá. Dính thử viên gạch này xem sao. Dính luôn viên gạch thôi nhá. Đấy. Để khoảng 5 giây. Đó, có thấy không? Một viên nhá, hai viên luôn này. Chắc luôn. Đấy, con này nó lột ra là nó không bị dính trở lại nhá. Đấy, lột ra là các bác lột ra rất là ngon, rất là dễ lột luôn. Đấy, rất là dễ lột, nó không bị dính trở lại. Đấy, thì các bác, khi các bác muốn lột ra các bác rất là dễ vệ sinh. Dính gỗ này. Ngon lành luôn coi nhá, cực kỳ chắc luôn. Dính tường sơn. Đấy, rất chắc luôn coi nhá. Đấy, các có thể rửa đi rửa lại luôn. Lại dính lại luôn. Thế còn băng dính này rất là đa năng, tính được cả thế giới, đáng mua. Đáng mua nhá. Rồi, giá thì cực kỳ tốt rồi. Đấy, một cuộn băng dính 3m trong suốt như này. Hiện tại em đang bán giá là 30k. Đấy mà nó còn dính được cả hai mặt luôn.
siêu dính luôn nhá. Đấy, cực kỳ dính luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là một cái con khăn lau bát này. Đấy, mã sản phẩm là cái khăn lau bát. Đó, con này thì bán cực kỳ nhiều rồi. Một lố này của nó sẽ là 10 chiếc này. Đấy, một lố khăn lau bát này sẽ là 10 chiếc. Hàng thì rất là to luôn. Đấy, to. Mà dạng này của nó là dạng bông cực kỳ thấm hút nước luôn. Lau bát thì cực kỳ là sạch rồi. Đấy, các bác lau bát, lau đĩa mua về rồi là lau đồ đồ đạc các thứ ra. Đấy, rất ok nhá. Một lố này của nó sẽ là 10 cái. Đấy, các bác lên mã luôn cho là khăn lau bát này. Khăn lau bát các nhá, khăn lau bát. Khăn lau bát này. Đấy, khăn lau bát này một lố sẽ là 10 chiếc này. Đấy, 10 chiếc thì bên em đang bán giá là 30k. Đấy, 30k cho một bịch như này. Đấy, các bác cứ lên mã luôn cho là bịch khăn lau bát. Đấy, bịch khăn lau bát 10 chiếc giá là 30k một bịch như này. Lau cực kỳ là sạch luôn, thấm hút nước rất ok nhá. Đấy, đây, rất là to tát, thoải mái luôn nhá. Bằng hai bàn tay luôn này. Đấy, bằng hai bàn tay luôn. Đấy, bằng hai bàn tay luôn, cực kỳ to nhá. Đó, các bác lau thì rất ok luôn, lau tay, lau chân, lau bát, lau đĩa, xoong nồi các thứ luôn, rất là sạch sẽ, ngon lành, rất là sang trọng lịch sự nhá. Đó, nhà nhiều khi có khách có cửa, cỗ bàn các thứ rồi, các bác mua về lau bát lau đĩa cho nó sạch sẽ lịch sự ngon lành nhá. Đấy, mà giá thì cực kỳ là bình dân luôn. Giá cho 10 chiếc khăn như này, giá chỉ có 30.000 thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm cao ngựa này. Đấy, bác nào mà bị nứt nẻ chân tay sử dụng con này cho em rất ok. Đấy, dòng sản phẩm cao ngựa của Nhật cái nhá. Đấy, 100% cao ngựa từ Nhật luôn. Đó, rất ok. Đây, một hũ này của nó sẽ là, đây, em xem nào, 50g nhá. Đấy, hũ này của nó sẽ là 50g. Đấy, 50g sản phẩm cao ngựa. Đấy, dùng rất là thích luôn. Đó, thì về các bóc ra cho em, bóc ra. Đấy, của nó sẽ dạng cao như này. Đấy, dạng cao này. Bác nào mà bị nứt nẻ chân tay bôi rất ok luôn nhá. Đấy, bôi khỏi luôn. Đấy, bôi nứt nẻ chân tay. Mùi thơm dịu nhẹ này. Đấy, nó chỉ kiểu dạng cao kem kem ấy nhá. Đấy, mùi thơm dịu nhẹ, bôi rất thích luôn. Cao ngựa nhá. Giá hiện tại em đang bán một hộp cao ngựa này sẽ là 30k thôi nhá. Đấy, 30k trong một hộp cao ngựa như này. Đó, các bác cứ lên mã luôn cho là cao ngựa này. Cao ngựa. Giá sẽ là 30k nhá. Đấy, 30k trong một hộp cao ngựa như này. Dùng rất thích luôn nhá. Đây coi thực tế về cái con sản phẩm kem cao ngựa bôi này. Dùng mấy loại kem rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn thì nó mới chỉ cho cái xếp kem giảm nước gớt này đây. Mừng quá em cậu về tài thử liền. Tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Lớp chân em nước mềm, nước liền và còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy. Và nhất là em không cần thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, trên tay bí quyết các kiểu. Em thấy thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước gớt này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gớt chân bị nước nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để tải thử em này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đấy, đấy là thực tế về con sản phẩm cao ngựa này. Đấy, bôi rất là thích luôn. Đấy, và bác nào đứt gót chân gót tay các bác bôi vào cho em. Đấy, đảm bảo là ok luôn nhá. Đấy, giá chỉ có 30.000 trong hộp cao ngựa thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái bộ sạc nhanh iPhone. Đấy, tiếp tục lại về cái lô sạc nhanh iPhone nhá. Bộ này thì của nó là công suất là 20W, sạc vào cực nhanh luôn. Sẽ gồm có là một cọng sạc và một củ sạc này. Đấy, một cọng sạc này là cọng sạc dài 1 mét này. Dòng này chuyên dùng cho iPhone nhá. Bác nào mà dùng Samsung thì không dùng ở đâu, chỉ có các bác dùng iPhone thôi. Đấy, sạc rất là nhanh luôn, sạc từ 45 phút cho đến 1 tiếng thì pin sẽ đầy. Đấy, hàng này, đấy logo Apple luôn nhá, chuẩn chính hãng luôn, 20W nhá, sạc vào cực nhanh luôn. Đó, các bác ra ngoài quán không bao giờ có cái giá bên em đang bán đâu. Giá thì bên em đang bán thì cực kỳ yêu thương rồi. Các bác lên mã luôn cho là bộ sạc nhanh nữa nhá. Bộ sạc nhanh, bộ này chuyên dùng cho iPhone nhá. Đấy, sạc nhanh này. Sạc nhanh. Bộ này chuyên dùng cho iPhone. Giá thì bên em đang bán một bộ này sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho bộ sạc nhanh iPhone này, chuyên dùng cho iPhone. Đấy, iPhone 14 Pro Max luôn này. Sạc công suất 20W các nhá, sạc vào cực nhanh luôn. Đấy, full combo bộ sản phẩm sẽ gồm có một dây cáp và một củ sạc đi kèm. Đấy, sạc ngon này cả nhà luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì bên em tiếp tục lại về cái lô máy bơm mini. Đấy, máy bơm nước mini rất là nhiều bác hỏi luôn thì không có hàng. Đó, đi hôm nay là hàng lại tiếp tục về. Giá thì hiện tại bên em đang bán cái con máy bơm nước mini này là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con máy bơm nước mini như này. Đó, thì đây em sẽ đập hộp cho bác xem. Con này thì chuyên dùng cho các bác bơm rượu, bơm nước cũng rất hay nhá. Đó, bác nào mà ngại bơm tay thì bác có thể mua con bơm máy này về. Hàng thì đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Đó, em sẽ đập hộp cho bác xem. Sẽ gồm có là một cái thân máy chính này. Đấy, một cái đầu hút, một đầu ra này và một đầu vào này. Một đầu ra, một đầu vào nhá. Đầu này của nó là đầu ra này, thì về các bác cắm vào đây. Đấy, còn đầu đầu vào đây, đầu hút vào đây, đây là cái dây. Đây là cái dây này. Đó, đây bác cắm vào cái phần đuôi này. Đó, và các bác để vào cái phần bình nước nhà mình. Đó, và các bác chỉ việc là ấn nút thôi là máy sẽ chạy nhá. Đấy, máy sẽ chạy này. Đấy, đây.
thì tổng quan đây. Đó thì các bác để vào cái bình nước này các bác ấn này. Đấy, nó sẽ rót ra nhá. Đấy, nó sẽ rót ra. Đấy, rất là dễ dùng nhá. Đây em sẽ test thực tế cho các bác xem về cái con sản phẩm sử dụng này. Con này thì hết pin các bác lại cắm sạc vào nhá. Đi kèm thêm thì sẽ có dây sạc đi kèm. Đây là cái dây sạc này. Đó, dây sạc đây các bác cắm vào. Và các bác sạc vào cắm vào củ sạc điện thoại này mình các bác sạc thôi. Đó, rất là dễ dùng nhá. Đây em sẽ cắm test bác xem nhá. Các bác lên mã luôn cho là máy bơm nước mini, giá sẽ là 80k một con. Đó thì đây nó sẽ như này. Chỉ cần một đầu hút và một đầu ra này. Và các bác sử dụng thôi. Nó rất là dễ dùng, chỉ còn thao tác là bấm nút ở đây. Đây các bác, em sẽ test thử cho bác xem nhá. Đấy thì một đầu này các bác cho vào cái phần nước này. Đó, còn một đầu này là các bác hứng này, hứng nước này. Đây em sẽ bơm thử này. Đấy, có thấy không? Nước ra này. Đấy, tiện không? Rất là hay nhá. Này. Đó, nước ra nhá, nước ra rất khỏe luôn. Đấy, con này các bác bơm rượu, bơm nước xem thoải mái. Đấy. Chỉ thao tác là các bác bấm cái này, bấm này. Ra luôn này. Đấy, không dùng các bác tắt đi. Dùng các bác bật lên. Đó, em để ở độ cao này nó vẫn hút lên bơm nhá, rất khỏe luôn. Đó, hết pin thì các bác lại sạc vào, hết pin các bác lại sạc vào đây. Đấy, nó chạy pin luôn nhá. Giá hiện tại em đang bán một cái con máy bơm nước mini này là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho con máy bơm nước mini. Đó, 80.000 một con thôi. Đây. Em úp máy lên mà máy vẫn còn chạy này. Đấy, ngửa máy xuống này. Đó, máy bơm rất khỏe nhá. 80.000 một con máy bơm nước mini như này. Đó đây. Nó đang bơm lên, nó hút lên này. Đấy. Cái sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên em về một ít cái dòng túi da nhá. Đấy, túi da. Túi da túi chéo nhá. Túi da túi chéo này. Đó đây. Dòng này sản phẩm của nó là dòng da chuẩn 100% luôn. Đấy, da thật 100% luôn nhá. Đó đây. Bộ sản phẩm này, con này thì cái con này của nó là con túi chéo nhá. Con túi chéo này. Còn một cái con nữa là con túi đeo hông này. Đấy, con túi đeo hông này. Đây con túi đeo hông đây. Còn là con túi đeo chéo đây. Khóa là khóa đồng luôn nhá. Đấy, khóa đồng này rất là nhiều ngăn nhá. Đây rất nhiều ngăn luôn này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn luôn này. Đấy, 4 ngăn luôn các bác nhá. 4 ngăn luôn. Đây là cái con này là con túi chéo này. Đấy, túi chéo. Dây thì có thể các bác điều chỉnh cho dài ra, cho thu ngắn vào đều được. Đó đây. Da nó đây. Da này nói chung là các bác cứ nhận hàng kiểm tra đi em luôn, không có gì phải chê cả nhá. Đấy, không có gì phải chê cả đây. Đấy, da rất đẹp luôn nhá. Nó da rất chất lượng. Đây là con túi chéo này. Còn đây là con túi hông này. Đấy, túi hông. Đấy, cũng có điều chỉnh cho to ra ngắn vào nhé. Đây ở đây cái phần này để các bác mở ra các bác đeo vào hông này. Đấy, đeo vào hông này. Người mẫu rồi, ra đeo hộ cái người mẫu ơi. Hai người mẫu ra đeo một cái. Đây, khóa đồng nhá, sáng bóng luôn nhá. 1 ngăn, 2 ngăn, 3 ngăn, 4 ngăn luôn nhá. Đấy, 3 ngăn, 4 ngăn. Các bác đựng đồ, đựng đạc, điện thoại, tiền nong thoải mái cho luôn, đi du lịch, đi chơi. Rất ok. Đây các bác đợi chút người mẫu em đeo hai cái mà các bác xem luôn này. Đây nhé các ơi, đây người mẫu nhà em đang đeo này. Đây là cái con túi hông này. Đấy thì hông thì các bác có thể là đeo hông trước, hông sau, hông bên cạnh đều được. Đây. Đấy, ở đây nó có phần khóa để các bác điều chỉnh này. Đấy, cái phần vòng khóa để các bác điều chỉnh vòng eo, vòng bụng của các bác, bụng to, bụng nhỏ đeo hết các nhá. Còn đây là con đeo chéo này. Đấy, con đeo chéo đây. Rất đẹp luôn nhá. Da cực kỳ đẹp này. Đấy, về các bác đi du lịch, đi chơi, con này rất ok. Nó em báo giá luôn nhá. Con túi chéo này thì là 135k. Đây là con chéo này. Đấy các bác nhìn kỹ nhá, con chéo này nhá. Đấy, chéo đây. 135k. Đấy, túi chéo là 135k. Còn con đeo hông này nhá. Đây con đeo hông đây. Đeo hông này thì là 140k nhá. Hai con này bên em không bao ship. Các bác lưu ý là hàng này không bao ship nhá. Vì giá của nó rất là rẻ rồi. Đấy, các bác mua đâu được cái con những cái con túi mà nó đẹp như này. Đấy, đây. Báo giá lại nhá. Túi chéo 135k, còn là túi đeo hông thì là 140k. Đấy các bác có thể chụp ảnh lại màn hình này. Hàng rất đẹp, xịn sò, ngon lành như này. Đấy, hàng đúng như trên video quay luôn nhá. Đấy, hàng thì số lượng lớn, thoải mái để phục vụ các bác luôn. Đấy là các bác cứ yên tâm mua hàng nhá. Đấy, tiếp tục về cái dòng sản phẩm kẹp chuột thông minh nhá. Đấy, hàng rất xịn sò luôn. Chất liệu là như ABS cao cấp nhá. Đó, con này thì nói chung về các bác bẫy chuột, bẫy trước của em thì rất ok. Đấy, hàng rất là nhạy luôn mà nó rất là dễ dùng. Đấy, không như những cái dòng bẫy chuột trên thị trường mà các bác dùng không cẩn thận nó bập vào tay, nhưng con này thì rất là dễ dùng. Thì dùng các bác lấy tay bóp bóp cho em này. Đấy, bóp cái vào lấy cái này. Đấy, và các bác bỏ mồi vào đây. Và để vào cái phần hàng chuột, hàng trước các thứ nó chạy qua cái là chạm cái là bập luôn này, các bạn thấy không? Đấy, cứ chạm cái bập luôn, rất là nhạy các bác nhá. Đấy, nó rất là nhạy luôn. Đó đây. Đấy, chạm cái bập luôn này, rất nhạy các bác nhá. Đó. Rất là nhạy luôn. Đấy, hàng thì có khi đôi khi cái lẫy nó ra thì các bác lắc cho em một chút, đấy là nó sẽ vào lẫy ngon lành luôn nhá. Đấy, vào lẫy ngon lành luôn. Đó đây. Đấy, vào lẫy ngon lành luôn này. Các bác thả mồi đây này, chuột thò vào cái này, dính luôn nhá. Đấy, dính luôn, rất là nhạy nhá. Giá thì hiện tại bên em đang bán cái dòng bẫy chuột này. Giá là 20.000 một chiếc nhá. Đấy, các bác lên mã luôn cho là bẫy chuột thông minh, giá là 20k
20 cao nhá. 20.000 một chiếc bẫy chuột thông minh. Cái sản phẩm tiếp theo lên luôn cho bác là cái vòng vòng chầm hương nhá, cái sản phẩm vòng hương chầm. Đấy, vòng hương chầm. Một hộp này thì của nó thì rất là nhiều, các bác đốt được rất là lâu. Đấy, mùi hương chầm rất là thơm nhá. Đấy, mùi chầm rất là thơm. Dạng hương này của nó là dạng hương vòng nhá. Đấy, dạng hương vòng. Mùi nhỏ này. Đấy, mùi nhỏ và rất là thơm nhá. Thơm kiểu chầm này. Đó đây, một cái vòng này của nó như này. Đấy thì về các bác đốt rất là nhiều luôn, một hộp này của nó rất là nhiều. Đây. Hộp của nó thì dày cộp, về các bác đốt thoải mái cho em luôn. Đấy, hộp này thì bữa trước đợt Tết các bác hỏi rất là nhiều nhưng mà hàng nó không còn. Đấy thì hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng đợt này tiếp tục về. Đó, giá thì đợt này cũng giảm hơn chút. Bữa trước thì con này đang bán 60k, hôm nay bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá thì còn 40.000 nhá. Các bác lên mã luôn cho là cái vòng trầm hương. Đấy, vòng trầm hương hoặc là hộp hương trầm. Giá sẽ là đi 60k. Hôm nay bên em giảm giá xả kho luôn. 40k nhá, 40k. Vòng hương trầm giá 40k một hộp như này có nhá. Đấy, 40k một hộp. Rất xịn sò con này. Cái sản phẩm tiếp theo lên luôn cho bác là cái con đèn nấm này. Đấy, con đèn nấm rất là hay nhá. Đấy thì nó hình sẽ là hình nấm này. Đấy, cũng như là hình cỏ cỏ cây này. Con này thì nó là dạng đèn ngủ nhưng mà nó thiết kế theo kiểu hình nấm rất là hay. Nó sẽ có phần cảm biến nhá. Đấy, phần cảm biến che ở đây. Cảm biến này thì vị nghĩa là tức là tối thì nó sẽ tự động bật và ban ngày sẽ tự động tắt. Nó gọi là cảm biến tự động. Đó, con này thì bên em đang bán một con đèn nấm này. Giá sẽ là 30.000 một cây. Giá cực kỳ là rẻ gửi bác luôn. Các bác lên mã cho em là con sản phẩm là đèn nấm, giá là 30k. Đây giờ em sẽ test thực tế bác xem con đèn nấm này nhá. Đây các bác cùng xem em test này. Đấy thì về các bác cắm trực tiếp lên điện này. Đó thì đây, em che các phần cảm biến đi nhá các bác nhá. Đây che phần cảm biến này. Đó thấy không? Đó, dùng làm đèn ngủ thì rất ok nhá. Tối nó sẽ tự động sẽ tắt vào ban ngày này. Đấy các bác bỏ này, tự động sẽ bật này. Đó đây. Đó rất là hay nhá. Đấy, dùng làm đèn ngủ rất là ok. Ánh sáng của nó vừa phải, nó không phải là sáng quá nhá. Đây cái cảm biến rất nhạy luôn này. Đó, cảm biến cực kỳ nhạy nhá. Đó, test nếu mà các bác đến lúc các bác nhận hàng các bác test thì các bác cứ ấn tay vào đây. Đó thì nó sẽ gì nhá. Đấy, rất là hay, rất là ok nhá. Cho con sản phẩm đèn nấm này, cực kỳ là thông minh luôn. Đó. Đó thì các bác mua về làm cái con đèn ngủ thì rất ok. Giá sẽ là 30.000 một con đèn nấm luôn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái lô keo đa năng. Đấy. À, dòng sản phẩm keo đa năng nhá, dính mọi vật liệu luôn, keo đa năng mà dính mọi vật liệu luôn, dính từ A đến Z luôn nhá, gỗ hiếc rồi các kiểu sắt thép thủy tinh các thứ nha. Một típ này của nó sẽ là 60g này. Đấy, 60g cho một cái típ keo đa năng này. Đấy thì về thì các bác sử dụng được, các bác dính mọi chất liệu luôn, rất là hay nhá. Và các bác lưu ý là các bác dùng xong là các bác phải đậy nắp vào. Đấy, con này thì sử dụng nó cực kỳ là đa năng. Đấy, các bác dính mọi chất liệu. Giá thì hiện tại bên em đang gửi bác một cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Các bác lên mã cho là con sản phẩm là keo đa năng. Hiện tại bên em đang bán một cái típ 60g như này. Đó, giá thì chỉ có 30k thôi nhá. 30k, các bác lưu ý là 30k một típ keo đa năng. Keo đa năng, đấy keo đa năng. Các bác lưu ý là 5 típ bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, 5 típ bao ship. 5 típ sẽ được bao ship nhá. Còn bán lẻ sẽ là 30k một típ. Các bác lấy từ 5 típ trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đó, một típ này sẽ là 60g. Đây em sẽ mở cho bác xem thực tế một cái video người ta test con sản phẩm nó các bác nhá. Đây các bác, cùng xem thực tế cái video người ta test con sản phẩm nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa vì đã có keo siêu dính normal nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán hàn gắn mọi chất liệu từ sắt thép gỗ nhựa thủy tinh cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nước tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Đấy, đấy là thực tế về cái con sản phẩm keo dính đa năng. Bên em đang gửi đến các bác nhé. Đấy, dính cực kỳ là ngon luôn, dính rất là chất lượng, một típ là 60g. Giá thì em gửi đến các bác một típ này sẽ là 30k. Các bác lấy từ 5 típ trở lên. Đấy, bên em sẽ bao ship nhá. Lấy 5 típ được bao ship, còn lấy một típ giá lẻ sẽ là 30k, còn 5 típ là 150k. Các bác được bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng một số cái đồ thiết bị điện nước này. Đấy thì bên em có cái mã vòi nước cũng như là củ chia. Là hàng lại tiếp tục về nhá. Hàng vừa về xong. Rất là nóng hổi để quay luôn cho bác này. À, sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn luôn cho bác là cái vòi nước VE1 này. Báo giá luôn nhá, 60.000 một con. Chất liệu thì là inox 304, hàng thì rất là xịn sò. Con này thì bán quá nhiều rồi. Đấy, đây, một con vòi nước VE1 này. Gen của nó là gen 21, gen phổ thông nhá, nên các bạn yên tâm. Đấy, vòi nước đóng ngắt thì rất là êm ái, ngon lành. Vòi thì cực kỳ dày nhá, các bạn nhìn đường inox này, rất là dày luôn. Đó, đây, gen này, gen rất đẹp. Chữ inox 304 dập chìm luôn trên thân rồi. Đấy, phần chụp này rất là hay. Nhà bác nào ví dụ mà có về lắp cái con này vào cái máy giặt ấy,
Con này nó vào cái chụp máy giặt vừa khít luôn. Đó, đây, tổng quan em đây, rất đẹp luôn nhá. Mà giá thì cực kỳ là phải chăng. Đấy, các bác mua đâu được một cái con vòi nước inox 100% này, giá chỉ có 60.000 nhá. Đó thì các bác lên mã cho em là vòi nước inox V21 này. Đấy, giá sẽ là 60k một con này nhá. Đóng ngắt cực kỳ êm ái, ngon lành, xịn sò chắc chắn nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm là cái củ chia nước này. Củ chia nước này thì hiện tại bên em đang bán giá sẽ là 50.000 một củ nhá. 50k cho một sản phẩm củ chia nước nha. Đây em bóc củ cho bác xem luôn. Đấy, sản phẩm củ chia nước. Con này thì chất liệu cũng là inox 304, nó sẽ có là một đường vào, đấy, và hai đường ra. Đấy, để các bác để chia nước ra. Ví dụ các bác chia ra các nhánh hoặc là các bác lắp trong nhà vệ sinh, một cái lên đấy, một cái vào vòi xịt chẳng hạn. Đấy, nói chung là tùy nhu cầu về các bác ứng dụng lắp đặt sao nó phù hợp. Đây, chất liệu thì là inox 304 cực kỳ dày nhá. Gen là gen 21 này. Con này thì ngoài ra thì nó có một cái phần khóa đây nữa, tích hợp một cái khóa đây để khi mà các bác có sửa chữa các bác đóng ngắt ở đây, hoặc là nó giảm áp lực nước nhá. Đấy, giảm áp lực nước rất là hay. Đấy, cực kỳ là thông minh. Giá thì bên em đang bán một cái củ chia nước như này, một đường ra hai này, giá sẽ là 50k. Các bác cứ lên mã cho em là củ chia nước đi cho nó ngắn gọn nhá. Giá là 50.000 một con, chất liệu là inox 304 luôn nhá. 50k cho một con củ chia nước các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng bộ khẩu 12 này. Đấy, các bác cứ lên mã cho em là bộ khẩu 12 chi tiết này. Đấy, bộ khẩu 12 chi tiết nhá. Đấy, hoặc là bộ khẩu 12 cũng được. Bộ khẩu 12 này thì bên em đang bán giá gửi các bác sẽ là 170.000 một bộ. 170k cho một bộ khẩu 12 như này. Đấy, sẽ gồm có là 12 chi tiết trong một cái bộ như này. Gồm đầu khẩu là từ 8 cho đến 24 nhá. Lớn nhất của nó là 24, 22 này, 19 này. Đó, 19. 19 này rồi là 17, 14, 13, 12, 12, 10 và 8 nhá. Đấy, từ 8 cho đến 24 là to nhất này, 8 là nhỏ nhất và 24 là to nhất này. Các bạn nhìn này. Dàn khẩu nhá, nhìn rất đẹp luôn. Đấy, cực kỳ lung linh luôn. Và một cái tay lắc nhá nhá. Tay lắc của nó là tay lắc 1/2 và có đảo chiều. Đấy, tay lắc 1/2 có đảo chiều. Toàn bộ là chất thép CRV siêu cứng cáp và dày dẫn luôn. Giá thì bên em đang bán một bộ khẩu này là 170.000 nhá, 170.000 cho một bộ khẩu 12 chi tiết. Các bác cứ lên mã cho là bộ khẩu 12. Giá sẽ là 170.000 một bộ như này. Hàng rất đẹp và xịn sò nhá, nhìn rất nét luôn. Sạc cái lô bàn chả đánh răng than tre hoạt tính. Đấy, lông mềm, đánh rất là sạch. Đấy, dòng sản phẩm bàn chải răng của Hàn Quốc nhá. Đây, made in Korea này. Đấy, mã tem, mã vạch đầy đủ luôn. Đấy, hàng này thì của nó là hàng thanh lý siêu thị nhá. Các bác nhìn cái hộp này, nhìn thì nó hơi mõm một chút nhưng bên trong thì nội thất thì vẫn còn ngon lành cành đạt, vẫn về đánh rửa sạch sẽ răng miệng, thơm tho ngon lành luôn nhá. Đấy, cực sạch răng, rất mà lông thì rất là mềm nhá. Hàng của Korea. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, Korea, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì hiện tại bên em đang bán một chiếc bàn chải này chỉ có 10k thôi nhá. Đấy, 10k một chiếc, các bác lên mã luôn cho là bàn chải than tre và tính các nhá. Đấy, than tre và tính, lông rất là mềm luôn. Đấy, sản phẩm này em cũng đang dùng rồi. Giá chỉ có 10k thôi. Các bác đi ở cửa hàng các bác ra cửa hàng mua thì không bao giờ có cái giá 10k đâu. Đấy, thì chỉ có những cửa hàng online như bên em thì bán cái giá ưu đãi như này. Đấy, thì gửi bác này, giá chỉ có 10.000 một con thôi. Đây, em sẽ bóc ra một chiếc để mục sở thị bác xem. Đấy, nói chung là giá của nó thì cực kỳ hạt rẻ rồi. Các bác mua đâu được cái giá này, chỉ có 10.000 một cái bàn chải. Hàng của Korea luôn đấy các bạn. Đây coi nhá, lông rất là mềm. Đấy, lông rất mềm luôn. Các bác về đánh cực kỳ thích các nhá. Đánh cực kỳ thích luôn. Lông rất mềm này. Đó, tổng quan con bàn chải này. Đấy, boxy này, rất chất lượng nhá. Tay cầm thì ốp cao su chống trơn trượt. Đấy, nói chung là các bác dùng thì chấm hết luôn. Dòng này thì bên em bán lẻ là 10k. Đấy, ngoài ra thì hàng này thì nó có cả hộp luôn. Nếu mà các bác nào mà nhà dùng nhiều thì có thể là mua cả hộp, hoặc bác nào mà dùng mua về biếu tặng cũng rất ok. Đấy, thì đây một hộp này của nó 30 cái này. Các bác có thể lấy cả hộp này hoặc là lấy lẻ cũng đều được. Đấy, lấy cả hộp đều được. Lẻ thì là 10k các nhá. Đấy, lẻ thì là 10k một chiếc này. Đó, lẻ 10k một chiếc, giá cực kỳ tốt người bác luôn nhá. Hàng chuẩn Korea luôn, hàng thanh lý siêu thị Hàn Quốc nhá. Đó, made in Korea. Bàn chải than tre mặt tính này, đây các bạn nhìn này, đấy than tre mặt tính nhá, hình cây tre này, đó rất chất lượng luôn, đó an toàn thân thiện môi trường nhá, đấy, rất chất lượng xịn sò ngon lành, giá là 10.000 một chiếc bàn chải than tre nhá, đấy bàn chải than tre mặt tính. Tiếp theo là cái dòng đá B nhá, đá B con này thì là 8.000-3.000 này, đấy độ mịn của nó sẽ là 8.000-3.000, nó cũng của Katashiwa Made in Japan, đó con đá B này thì là giá sẽ là 120k một viên, 120.000 một viên. 8.000-3.000 nhá, nhắc lại cho bác thông số độ mịn của nó sẽ là 8.000-3.000.
Đấy, đá B là 120, đá A là 140 nhá. Tùy nhu cầu các bác chọn đá làm sao cho phù hợp. Rồi sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác là cái bộ mũi khoan tháp của Unica. Đấy, bộ mũi khoan tháp này là bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá. Hàng của Unica Japan. Đựng trong cái hộp nhôm rất là đẹp như này. Bộ này sẽ gồm có là 5 mũi từ to cho đến nhỏ này. Đây mũi này là mũi to nhất này. Đấy, các bác nhìn này, cực kỳ to luôn nhá. Quay sát cho bác về cái phần thông số này. Đấy, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8 này. Đó, sát về phần thông số nhá. Nói chung là bộ này thì các bác nếu mà các bác về các bác khoan thì nó là đa năng rồi. Cỡ nào nó cũng có luôn, hầu như là nó có mọi cỡ luôn vì của nó là tận 5 mũi cơ chứ không phải là một mũi đâu. Đấy, của nó tận 5 mũi cơ. 5 mũi luôn. Mà giá của nó thì cực kỳ là hạt rẻ luôn. Các bác lên mã cho em nào cái bộ mũi khoan tháp 5 mũi nhá. Đấy, bộ mũi khoan tháp 5 mũi này. Giá sẽ là 250.000 một bộ mũi khoan tháp 5 mũi này. Đấy, mũi khoan tháp này, mũi khoan tháp cũng được. Các bác cứ lên mã cho em là mũi khoan tháp được. Giá sẽ là 250.000 một bộ 5 mũi các bác nhá. 5 mũi, 5 mũi khoan đựng trong cái hộp nhôm rất là đẹp xịn sò nha. Đấy, đựng trong hộp nhôm rất đẹp xịn sò. Hàng của Unica Japan. Đó. Bộ mũi khoan tháp 5 mũi giá là 250.000 một bộ nhá, 250.000 một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác là cái dòng sản phẩm chai xịt chuột của Nhật này. Đấy, tiếp tục lại về cái lô chai xịt chuột của Nhật nhá. Con này thì một lọ của nó sẽ là 500ml các bác nhá. Đấy, 500ml. Đấy, gần nửa lít luôn nhá. Đấy, gần nửa lít luôn. À, nửa lít các bác nhá. 500ml cho một chai như này. Hàng xịt chuột của Nhật nhá. Đây các bác nhìn này, chữ Nhật lon ngón này. Đấy. Dạng này của nó là dạng xịt. Đấy. Dùng thì rất là dễ dùng thôi, các bác cứ thấy chỗ nào có chuột là các bác xịt, xịt cho em liên tục trong vòng khoảng tầm 1 tuần. Đấy thì các bác cứ rảnh lúc nào các bác mang ra các bác xịt luôn đấy. Rảnh lúc nào mang ra xịt luôn đấy thì trong khoảng tầm 1 tuần thì chuột nó sẽ sợ và sẽ chạy nhá. Con này là mùi hương quế rất là thơm. Đấy, hàng của nó thì vẫn là nguyên siêu này thì tôi không bóc nhá. Đấy thì về thì các bác cứ lắp vào thôi. Là các bác xịt bán cực kỳ là nhiều rồi, dòng này bán rất là nhiều. Về thì bên em sẽ gửi kèm cho các bác một cái như xịt như này, vòi xịt như này thì về các bác lắp vào các bác cứ thế là các bác xịt thôi. Nó rất là dễ dùng nhá, chỉ cần xịt vào những cái chỗ nào mà chuột nó trú ngụ ấy, là chuột nó sẽ sợ nó sẽ chạy. Giá hiện tại bên em đang bán một cái lọ xịt chuột như này, giá sẽ là đi 40k nhá, giá cực kỳ là bình dân luôn. Giá là 40.000 cho một chai xịt chuột này các bác nhá, xịt đuổi chuột. Cái sản phẩm tiếp theo thì lên cho bác là một cái rất là hay này, nó là cái nó gọi là cái nhỏ giọt nhá, nó cái tưới cây nhỏ giọt. Các bác cứ lên mã cho em là cái tưới cây nhỏ giọt này. Đó thì nó sẽ như này, đây đây đây, đưa đưa một cái đây. Nó có một cái đây, một cái phần đầu như này, cái đầu này các bác cắm xuống đất này. Đó, còn đầu này là cái đầu ra. Đây em đang lắp cái đầu nó đang bị thiếu thì không lắp được thôi. Các bác xem quan xem tạm này nhá. Còn cái phần gen này các bác xoáy vào cái phần cái chai nước ấy. Chai nước thì đây em đang lấy tạm cái chai nước nhỏ thôi. Còn về các bác mà có cái chai lít rưỡi ấy, thì các bác lấy cái chai Coca kia to lít rưỡi mà các bác dùng. Con này thì phù hợp mà bác nào ví dụ như là ở chung cư có thứ nào hoặc là bác nào bận rộn không tưới cây được ấy, thì dùng con này cho em rất là hay. Đây. Phần này các bác cắm trực tiếp xuống đất này, đó thì nó sẽ giữ đứng cái chai lên. Đó, và cái phần này là cái van chỉnh nước này. Đấy, cái van chỉnh nước thì các bác về các bác chỉnh theo cái chế độ nước các bác muốn nó ra nhiều ra ít thì các bác chỉnh cái đây. Đó đây này. Các bác nhìn không? Nó đang nhỏ giọt ra này. Đó, nó đang nhỏ giọt các bác nhá. Các bác chỉnh ở đây nhá. Chỉnh cái này. Đấy, các bác chỉnh cái này chưa? Đó, muốn ra nhanh, ra nhiều thì các bác chỉnh này. Đấy, ra nhiều này. Ra vừa vừa này. Đấy, chỉnh vừa vừa này. Cái phần chai trên này ấy, thì các bác nhớ là các bác phải đục cái lỗ cho em. Thì nước thì nó có hơi nó vào thì nó mới đẩy nước được, chứ còn các bác mà cứ thế là các bác cho vào thì không bao giờ nước nó ra được đâu. Đấy, nhớ là phải đục cái lỗ đây, em đục một cái lỗ nhỏ này. Đấy, đục một cái lỗ nhỏ đây thì nước hơi nó sẽ vào và nó sẽ đẩy cái nước nó xuống. Đấy, gọi là cái nhỏ giọt, tưới cây nhỏ giọt nhá. Tưới cây nhỏ giọt này. Giá hiện tại bên em đang bán một cái tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k nhá. Còn nếu mà các bác mua lẻ là phải mua là 3 cái trở lên bên em mới bán nhá, vì giá của nó rất là rẻ thôi. Đấy. Tưới cây nhỏ giọt này giá sẽ là 10k một chiếc nhá, 10k một chiếc, 10k một chiếc nhá. Còn các bác lấy là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đó, 3 chiếc trở lên nhá. Bán lẻ thì là 10.000 một chiếc nhá. Đấy, dùng thì rất là dễ thôi. Về cho chai nước vào đây. Đục thủng cái chai nước ra. Và cái phần đầu này các bác ra là các bác chỉnh cái nước và xoáy theo cái van của nó ở đấy là xong. Đây các bác em cùng xem thực tế cái video mà ta test cái con sản phẩm đó các nhá. Chào đây. Anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây. Một sản phẩm thông minh đây ạ. Dụng cụ tưới cây nhỏ giọt sẽ giúp anh chị chăm sóc, được cây kể khi cần anh chị bận ruộng. Bởi hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh sẽ luôn hoạt động với mức độ vừa phải mà sẽ không khiến cây bị ngập úng. Chào anh chị, hôm nay tôi mang đến cho anh chị thích thưởng cây. Rồi bác cắm đây. Đấy.
nó rất là dễ dùng đúng không nhá. Về các bác có chai nước các bác xoáy vào thôi, chai nước thì nói chung là nhà nào cũng có đâu. Đó, có điều chỉnh cái van đấy. Nhưng mà nhớ là cái chai nước các bác phải đục. Đấy, các bác nhìn nó đục chưa? Đấy, người ta đục cái phần đít trên cái chai nước ấy để cho cái hơi nó xuống thì nó với nước nó chảy vào nhá. Đó, rất dễ dùng nhá. Giá sẽ là 10.000 một cái các bác nhá. Bên em bán từ 3 cái trở lên. Đấy, bán ít quá bên em không bán đâu. Bán là phải từ 3 cái trở lên vì giá của nó rất là rẻ rồi.